ta tại âm ti làm việc giới thiệu vắng tắt. Người có người đi đường, quỷ cũng có quỷ đi đường, một chiếc xuyên qua âm dương lưỡng giới xe taxi. Ta tên là Lý Quỳ, là một tên quỷ sai bình thường không có gì đặc biệt. Chương 1 Ánh trăng ánh sáng, tầm hoảng hoảng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại Tần Thành phố Marina Đêm khuya radio, dùng chuyện xưa an ủi tâm linh của ngươi, Phía dưới liền để cho chúng ta tiểu quỷ lão sư nói một chút gần đây đều có cái gì thú vị tin tức A. À? Chào mọi người, tôi là tiểu quỷ lão sư mà mọi người thích nhất, tôi sẽ thông báo tin tức tiếp theo cho mọi người. Nghe nói công trường phía nam thành phố do công ty lăng tiêu nhận thầu, trong quá trình đào bới phát hiện một lượng lớn thi hại, nghe nói là mộ lớn của một vị chư hầu nào đó, những thi thể đó thật ra là người tuẩn tán cùng. Chuyện này quan phủ đã tham gia, nhưng mặc dù ngày khởi công cũng có vài người chết. Nghiệp chủ tiểu khu Triều Dương nhao nhao khiếu nại có người dựng sân khấu hát trong tiểu khu, tiếng hát ai oán uyển chuyển, nói thật hát rất dễ nghe, chẳng qua đều hát lúc 12 giờ tối, quả thực khiến cư dân không rét mà run Vương tiên sinh ở đường phố Hạnh Phúc gửi bản thảo, mỗi ngày tan tầm về nhà, vừa vào nhà là có thể nhìn thấy trên bàn bày ảnh chụp đen trắng của mình, một chén cơm ba nén nhang. Có nhiệt tình cư dân mạng gửi bản thảo, hắn một cái bằng hữu đi hoàng kim lộ hẹn hò nữ cư dân mạng kết quả buổi tối hôm nay người qua đường mặt đều là màu đỏ váy liền áo căn bản là phân biệt không ra cái nào là nữ cư dân mạng online chờ một ngôi trường bỏ hoang trên đường tân hải thường xuyên truyền ra lạch cạch nút radio bị tắt trong xe hơi có vẻ hôn ám một tia lửa thoáng qua rồi biến mất cửa sổ xe hạ xuống một ngụm sương mù dày đặc phun ra lý quỳ ngậm điếu thuốc trong miệng nhìn tờ giấy da dê trong tay một hàng chữ chậm rãi hiển lộ ra số 365 đường Tân Hải, trường tiểu học hy vọng, xin quỷ sai nhanh chóng truy bắt Trương Quang Hiến. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng người. Lý Quỳ liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy một hàng bốn người, hai nam hai nữ cười cười nói nói trực tiếp đi tới, ánh mắt lóe lên, trong miệng không biết lầm bầm một câu gì. Trương mạn mạn Đều tại cậu lề mề, bây giờ mấy giờ rồi, xung quanh đây ngay cả xe hẹn cũng không gọi được một mặt váy ngắn nữ sinh viên trong tay mang theo màu đỏ túi nhỏ bất mãn oán giận nói nghe được câu này trương mạng mạng khuôn mặt xinh đẹp hiện lên không cam lòng trực tiếp oán hận trở về ta cũng không muốn đến là ngươi nhất định muốn lôi kéo ta đến hiện tại ngược lại còn trách ta vì một nam nhân ngu xuẩn nửa đêm canh ba gọi điện thoại bảo ta đi ra thấy sắc quên bạn hư trong lòng cô tràn đầy căm tức được rồi được rồi Hai vị đại mỹ nữ đừng tức giận, các ngươi xem giao lộ phía trước không phải đổ một chiếc taxi, chúng ta mau qua đó đi. Lên tiếng giảng hòa là một nam sinh bộ dáng đẹp trai. Đột nhiên, tôi có thể không đi được không? Một thanh âm trái ngược từ miệng nam sinh đi ở đầu cuối cùng nói ra, cậu đeo kính, nhìn đường chữ thập phía trước tự hồ liên tưởng đến cái gì, thanh âm đều đang run rẩy. Chỉ là ba người rõ ràng không nhìn ý kiến của các hoa, tự mình đi về phía trước mà vẻ mặt của hắn tràn đầy khó xử nhìn bóng lưng kiều tuấn cắn răng vẫn lựa chọn đi theo ai nha anh xem chiếc xe kia tắt đèn kìa tống đình hô một tiếng ngay khi bốn người lập tức đi tới gần xe taxi nhưng thấy đèn trần xe từ màu xanh lá cây lóe thành màu đỏ động cơ phát ra tiếng nổ vang đang muốn rời đi sư phụ sư phụ người chờ một chút người chờ một chút kiều tuấn vừa nhìn lập tức liền nóng nảy tất bước chạy nước trút tới trước xe taxi dàn hai tay ngăn cản ba người phía sau cũng thừa dịp này vội vàng đi tới trước xe cửa sổ xe hạ xuống lý quỳ một tay cầm tay lái miệng nằm điếu thuốc trực tiếp cự tuyệt nói tan tầm không kéo khách sư phụ tống đình vừa thấy người trong lòng bị cự tuyệt lập tức đạp giày cao gót đi tới trước cửa sổ vừa nũng nịu vừa ôn nhu nói chúng ta thật sự có mười vạn chuyện cấp bách gần đây nửa giờ cũng chưa chắc có thể hẹn đến xe ngài phát thiện tâm, chở chúng ta một đoạn đường nha. Trong lúc nói chuyện còn không quên nháy mắt với Trương Mạng Mạn, người sau muốn nói lại thôi, thở dài cũng phụ hòa theo. Anh tài xế, gần đây quả thật không dễ đón xe, anh giúp tôi một tay đi. Chúng tôi sẵn sàng trả gấp đôi tiền xe. Kiều Tuấn bổ sung. Lý Quỳ đánh giá bốn người này, hỏi. Các ngươi muốn đi đâu? Đường Tân Hải, trường tiểu học hy vọng số 365. Đây là bổ sung của các hoa. Nơi đó ta biết là cái bỏ hoang nhiều năm tiểu học, bốn người các ngươi hơn nửa đêm đi nơi đó làm gì? Khóe miệng Lý Quỳ xẹt qua một vòng nghiền ngẫm. Ba người trầm mặt, cuối cùng vẫn là Tống Đình mặt dậy một trận cầu khẩn, nói có việc gấp nhất định phải đi một chuyến. Hô! Thuốc lá nhanh chóng thiêu đốt, sáng lên tinh hỏa, Lý Quỳ quay đầu phun ra ngoài, khói đặc nhất thời che khuất khuôn mặt của hắn, chỉ nghe thanh âm lãnh đạm êm tai truyền đến. Lên đi. Bốn người nối đuôi nhau lên xe. Vương Tuấn và Tống Đình ngồi cùng một chỗ, trương mạng mạng dựa vào cửa sổ xe, bên cạnh Tống Đình, các hoa thì ngồi ở phía trước. Khởi động, đạp ly hợp, treo trắng, xe taxi màu đen như mũi tên rời cung bắn ra ngoài. Bên trong xe. Tống Đình thường thường dùng dư quan khóe mắt nhìn lén Kiều Tuấn thế nhưng người sau cầm điện thoại di động không biết gửi tin nhắn cho ai, chợt cảm thấy chán nản, lại nghiêng đầu nhìn về phía trương mạng mạng, người này ngược lại dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn rỗi nhàm chán, nhìn chung quanh. a à, u u đọc sách vê đúc vê đúc vê đúc. U can su. Nét vừa rồi vội vã lên xe lại không phát hiện vị tài xế này bộ dạng thật đẹp trai. Tống Đình chớp chớp mắt, xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được tướng Mạo Lý Quỳ, cũng không khỏi hoa si. Nhìn qua cũng chỉ 25-26, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tóc ngắn càng lộ vẻ dũng mãnh, lông mày kiếm môi mỏng, nhất là đôi mắt kia, luôn làm cho người ta cảm giác có cái gì đặc biệt cố sự giấu ở bên trong. Đó là một người đàn ông có câu chuyện. Tống Đình tự như phát hiện bảo tàng vỗ vỗ cánh tay Trương Mạng Mạn, hai nữ nhân châu đầu ghé tai, tùy thấy ánh mắt Trương Mạng Mạng thường thường nhìn tới, cười đùa rất nhỏ quanh quẩn trong xe kính chiếu hậu bị Lý Quỳ xoay sang một phương hướng khác. So với hai người ngồi ở ghế sau châu đầu ghé tai, các hoa ngồi ở phía trước chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, phản phất có một cổ hàng ý nhàn nhạt quanh quẩn ở cổ, đặc biệt là âm nhạc từ trong âm hưởng truyền ra. Minh Nguyệt Thổ Quang, âm phong suy liễu hạng, thì nữ quỷ mịch ái lan. Quan quỷ phong đảng, đêm càng sâu sương càng lạnh. Tại sao nửa đêm lại nghe bài hát này? Các hoa tâm thật hoảng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đen kịt như mực bóng đêm phản phất càng làm người ta run rẩy, bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Quỳ, ngữ khí mang theo cầu khẩn. sư phụ, có thể hay không đổi một ca khúc a? được. Lý Quỳ rất sảng khoái, theo giai điệu hơi có vẻ u tịch vang lên, tiếng ca chậm rãi nói ra. a à a. À. đêm tĩnh càng sâu đối lãng nguyệt, lãng nguyệt thanh huy sáng, đi khắp chân trời góc bể ly khai gia viên, đau xót ngắm trăng. Các hoa không nói gì, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Giây lát. Một chiếc taxi màu đen dừng lại ở số 365 đường Tân Hải. Bốn người Kiều Tuấn trả tiền xuống xe. Nhìn sân trường đứng sừng sững trong bóng tối, đồng loạt nuốt nước miếng. Chương 2 Tường cháy bên trên đồ án. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cánh cửa sắt cũ nát đã sớm rỉ sét, dây leo dương nanh múa vuốt bò đầy mặt tường, tòa nhà dạy học ẩn sâu trong bóng tối. Đây là trường tiểu học hy vọng. Ân. Ừ. Bốn người nhìn nhau, trong lúc nhất thời nội tâm không khỏi đánh trống lui đường. Trường tiểu học hy vọng nằm ở khu thành cũ của thành phố Tân Hải, nơi này từ hơn 10 năm trước đã bị quan phủ phân chia đến kế hoạch cải tạo thành trấn, thế nhưng cho tới bây giờ chậm chạp không thấy động tác, hộ gia đình cư dân phụ cận đã sớm dọn đi. Có dài ven đường cao gần bằng người. Trương Mạng Mạng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, 3 giờ sáng. Ta thật sự là điên rồi, hơn nửa đêm sẽ cùng hai cái bệnh thần kinh tới nơi này. Cô che trán đau đớn suy nghĩ. Bên kia. Kiều Tuấn cố lấy dũng khí đi tới trước cửa sắt nhìn một chút, một sợi xích thô to vững vàng khóa lại, nào ngờ vừa nhắc tới quơ quơ, sợi xích sắt nhìn như thô to nhất thời gãy thành hai đoạn ngã trên mặt đất, trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía ba người, cố gắng cười nói đã đến rồi, không vào xem một chút không thích hợp. Thích hợp. Ít ba nương theo tiếng xèo xèo khiến người ta nghiến răng, cửa sắt trĩ sét chậm rãi bị đẩy ra, tán cây kinh động bay ra mấy con chim, ba người kiều tuấn mở đèn pin điện thoại di động, cất bước đi vào trường tiểu học hy vọng. Kiều tuấn, tại sao anh lại tới nơi này? Trương mạng mạng tò mò hỏi. Vấn đề này ở trong lòng cô nghẹn thật lâu, mới vừa ở trên xe taxi không tiện hỏi ra, hiện tại rốt cục là nhìn không được. Bước chân Kiều Tuấn hơi dừng lại, cũng không quay đầu lại nói. Kỳ thật cậu cũng biết, câu lạc bộ trinh thám chúng tôi và câu lạc bộ linh dị vẫn không đối phó, gần đây càng vì tranh đoạt phòng học mà cãi nhau túi bụi, vì vậy hai bên chúng tôi đánh cược. Kế tiếp không cần nhiều lời, Trương Mạng Mạng cũng có thể đoán ra, trong lòng phản phất một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Đây là có bao nhiêu nhàm chán mới có thể làm ra loại chuyện này, quay đầu nhìn lại Tống Đình, ánh mắt toát ra ý tứ rất rõ ràng. Đối tượng cô thầm mến sợ không phải kẻ ngốc chứ. Tống Đình làm bộ không thấy, tiến lên vài bước đi tới Kiều Tuấn bên người, ôn thanh nhỏ nhẹ nói. Vậy tại sao phải tới như vậy hẻo lánh địa phương nha? Cũng không biết là sợ thật hay là sợ giả, thân thể kề sát vai Kiều Tuấn. Kiều Tuấn cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn mảnh khảnh kia, ho khang nói. Trường tiểu học Hy vọng này 10 năm trước vô cùng nổi tiếng. Hiệu trưởng là một người tốt, tuyển dụng tất cả trẻ em ở lại khu phố cổ và cũng giảm một nửa chi phí nhập học của chúng, và vào thời điểm đó có rất nhiều gia đình ở lại sẵn sàng đưa con cái của họ đến đây để học. Chẳng qua vào buổi tối giữa hè 10 năm trước, trường học này đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, nghe nói vị hiệu trưởng kia vì cứu học sinh mà tán thân biển lửa không có chạy ra, từ đó về sau trường tiểu học Hy vọng này cũng bị bỏ hoang nói như vậy hiện tại nhìn qua cũng không có kinh khủng như vậy tống đình cười nói không đây chỉ là một phiên bản của nó người nói chuyện là các hoa cả người hắn dưới ánh đèn màu trắng thảm đều khẽ run rẩy nhìn thấy ánh mắt trương mạng mạng cùng tống đình ném tới nâng kín mắt run giọng nói nghe nói vị hiệu trưởng kia có bệnh tâm thần có thể xây dựng lên ngôi trường này hoàn toàn dựa vào khuôn mặt đạo đức giả của hắn những đứa nhỏ kia sau khi đến ngôi trường này mới phát hiện nơi này căn bản cũng không có tốt như bên ngoài đồn đãi ở chỗ này hoặc là bị các giáo viên đánh hoặc là mắng vả lại bởi vì gia đình nguyên nhân ở lại nơi này đều là lớn tuổi ông bà nội cho dù có một hai người cùng trong nhà nói đi vào trường học cũng sẽ bị lừa gạt đi qua trương mạng mạng cùng tống đình liếc nhau sắc mặt đều có chút khó coi đặc biệt là sau khi hỏa hoạn qua đi rất nhiều cư dân phụ cận đều nghe thấy trong tòa nhà dạy học truyền đến từng đợt âm thanh giống như là đang chơi trốn tiền trương mạng mạng nghe được cả người nổi da gà hỏi những thứ này các ngươi đều là làm sao biết trong lúc nói chuyện bốn người đã đi tới dưới lầu dạy học đèn pin điện thoại di động quét lại lửa lớn tàn lưu lại đen kịt khắc sâu ở mặt ngoài tường đại bộ phận tường đều rạn nứt thành mạng nhện thập phần đáng sợ Kiều Tuấn giơ điện thoại di động nhìn lên trên, tòa nhà dạy học này có 5 tầng, bọn họ muốn truyền hình trực tiếp ở tầng 4. Sau gốc cây già, một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Két két. Mở ra củ kỹ cửa gỗ, bốn người một cái tiếp theo một cái đi vào. Cùng lúc đó, trên một con đường nhỏ bên ngoài trường tiểu học hy vọng, một chiếc taxi màu đen dừng lại. Martin dày nghiền lấy đá vụn, Lý Quỳ từ trên xe xuống dưới nhìn xa xa đứng sừng sững ở trong bóng tối cao ốc, ốc tai bên trong một vòng chấm đỏ hiện lên, một hàng bốn người nói chuyện bị hắn nghe được rõ ràng, không khỏi lắc đầu. Người trẻ tuổi bây giờ, thật đúng là cơm ăn quá no. Lúc tướng nhãn xuống xe, Lý Quỳ len lén đặt một cái máy nghe lén vào trong túi hắn, vốn tưởng rằng bọn họ có mục đích đặc thù gì, không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Xoay người từ cốc sau lấy ra một cái túi hành lý màu đen, lập tức vỗ vỗ thân xe lập tức thấy toàn bộ xe lại chậm rãi hóa thành hư vô. Trương Quang Hiến Khẽ lẩm bẩm tên, thân ảnh Lý Quỳ dần dần chìm vào cỏ dài. Nơi này chính là số 365 đường Tân Hải, phòng học lầu 4 của trường tiểu học Hy Vọng. Kiều Tuấn dơ điện thoại di động, camera từ phòng học cũ kỹ cùng với phong cảnh bên ngoài cửa sổ xẹt qua. Sáng rồi, sáng rồi. Mấy cây nến trên bàn cũ kỹ chậm rãi thiêu đốt, vần sáng màu vàng sáng lan tràn ra. Bây giờ có thể chưa? Kiều Tuấn nhìn chầm chầm camera điện thoại di động, chỉ thấy trong hình vô số khuôn mặt bắt đầu khởi động, thoáng qua trong điện thoại di động truyền ra âm thanh ồn ào. Các ngươi thám tử xã người có gan, nhưng cũng đừng quên còn có một chuyện cuối cùng, đó chính là phù du thỉnh tiên. Các ngươi nếu đem chuyện này làm, từ nay về sau chúng ta linh dị xã nhìn thấy các ngươi đi đường vòng. Đúng, đúng. Tiểu Tuấn thắng lợi ở ngay trước mắt, còn kém một bước cuối cùng, chấn hưng lại vinh quang của câu lạc bộ thám tử chúng ta, chúng ta nghĩa bất dung từ, dựa vào ngươi A. Kiều Tuấn cố lên. Đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Kiều Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Lại nói đến Phù Kỳ có vài người có thể sẽ tương đối xa lạ, nhưng nói đến một cái tên khác của nó, Thịnh Bút Tiên. Nghĩ đến rất nhiều người cũng sẽ không xa lạ gì, thắng bại của song phương đánh bạc phải xem một bước này nghĩ như vậy kiều tuấn ngước mắt lên nhìn trong lòng luôn có cảm giác không được tự nhiên gian phòng học cũ kỹ này may mắn sống sót trong lửa lớn vách tường bốn phía lưu lại dấu vết u ám mặt đất dưới chân là lấy tấm ván gỗ làm nền nương theo tiếng xèo xèo hoảng hốt mỗi bước đi đều có thể bắn lên một lượng lớn bụi bặm ánh mắt quét một vòng hắn phát hiện các hoa ngồi xổm ở góc sau không biết đang làm gì đây là một hình vẽ được vẽ bằng bút chì than một tiểu nhân một bức tường, giữa vách tường có một lỗ nhỏ, bên cạnh lại vẽ một tiểu nhân khá lớn. Các hoa đang ngồi sổng trên mặt đất, vuốt cầm tiến hành suy nghĩ. Người vẽ đồ án có phải muốn biểu đạt, tiểu nhân này đang trốn tránh một người khác. Đột nhiên toát ra thanh âm thiếu chút nữa để cho các hoa hồn đều sắp thăng thiên, quay đầu nhìn lại, cũng là trương mạng mạng ngồi sổng ở bên cạnh hắn, u u đọc sách www.ukansu.net nâng đỡ kính mắt, oán giận nói. Trương Mạng Mạn, người có biết hay không người dọa người là sẽ hù chết người. Hi hi. Thật ngại quá. Trương Mạng Mạn cười sang sảng, vậy cậu cảm thấy tôi nói đúng không? Các hoa đầu tiên là lắc đầu lại là gật đầu. Vách tường này bị các bôn hóa rất nghiêm trọng, bên cạnh tiểu nhân tự hồ còn về cái gì đó, chỉ là đã thấy không rõ, bất quá lời trương mạng mạng nói độ tin cậy quả thật không thấp, bởi vì liên tưởng đến một câu chuyện khác ở đây quả thực làm người ta có chút không rét mà run vào lúc này các hoa mạng mạng lại đây còn kém một bước cuối cùng chúng ta có thể trở về thanh âm kiều tuấn truyền đến trương mạng mạng cũng không phải người điếc vừa rồi điện thoại di động kiều tuấn nói cái gì tất nhiên là nghe được rõ ràng cô cảm thấy thật không cần phải làm ra chuyện này đi tới bên cạnh tống đình đang muốn mở miệng nói chuyện lập tức thấy người sau chắp tay trước ngực làm bộ kính nhờ ánh mắt cầu khẩn. Ngập ngừng, cuối cùng thở dài một hơi, gật gật đầu. Một cái bàn, một tờ giấy, một cây bút. Bốn người đồng loạt cầm cán bút, tay kia kiều tuấn mở băng ghi hình điện thoại di động, đồng thanh khẽ niệm. Bút tiên bút tiên, em là kiếp trước của anh, anh là kiếp này của em, nếu muốn nối duyên với anh, xin vẽ vòng tròn trên giấy. Ngoài cửa sổ, một đám mây đen che khuất trăng khuyết muốn nói trong bốn người ai khẩn trương sợ hãi nhất không ai khác ngoài các hoa hắn vốn là đối với thứ này bán tính bán nghi nếu không có kiều tuấn là bạn bè từ nhỏ đến lớn của hắn các hoa tuyệt đối sẽ không tới nơi này cũng không biết gió từ đâu tiến vào ánh nến lay động ánh mắt các hoa không ngừng liếc loạn chỉ là khi dư quan khóe mắt hắn liếc qua lỗ nhỏ trên tường bỗng nhiên da đầu tê dại lông tơ cả người đều đồng loạt dựng lên như rơi xuống hầm băng cái lỗ nhỏ đó có một con mắt đang nhìn bọn họ chương ba ngược dòng hồn bạn đang nghe tại truyện chấm audio ha ha các hoa bởi vì quá mức sợ hãi không phát ra bất cứ âm thanh gì giờ ngón tay chỉ vào lỗ nhỏ kia run lẩy bẩy tinh thần ba người còn lại vốn tập trung cao độ động tác của các hoa lập tức khiến cho bọn họ chú ý đồng loạt quay đầu nhìn về phía ngón tay Tống Đình mở đèn pin điện thoại di động trực tiếp chiếu qua bên kia, ánh đèn trắng bệt chiếu vào lỗ nhỏ, không có gì cả. Có một con ngươi liền ghé vào đó nhìn qua. Các Hoa rung giọng nói: "Lời vừa nói ra, sắc mặt ba người Kiều Tuấn đều có chút khó coi, bọn họ hiện tại chính là đang chiêu bút tiên, trong bầu không khí này các Hoa còn nói ra loại lời này, quả thực không cần quá dọa người. Nếu không, chúng ta vẫn là đi thôi." Sắc mặt Tống Đình trắng bệt. Trải qua các hoa vừa nói như thế, cô luôn cảm thấy nơi ánh nến không chiếu tới, có một đôi mắt đang nhìn bọn họ, nhìn không được bên người trương mạng mạng chen chút. Không được. Đã đến thời điểm máu chốt rồi, sao có thể buông tha? Ngữ khí Kiều Tuấn rất bất mãn. Nhất định là các hoa nhìn lầm. Tự hồ vì chứng minh điểm ấy, Kiều Tuấn đi tới trước vách tường, tự nhiên cũng thấy được mấy hình vẽ tiểu nhân kia, Suy nghĩ một chút từ trong túi lấy ra một cây bút chỉ cắm vào lỗ nhỏ, không có một vật, cũng không có xúc cảm gì. Cậu xem. Căn bản là không có gì, các hoa cậu không cần tự dọa mình, nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu kia. Kiều Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cũng không quay đầu lại cười nói. Đang lúc hắn muốn xoay người, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm khó hiểu, nếu một con mắt xuyên thấu qua cái lỗ nhỏ này sẽ nhìn thấy cái gì? Kiều Tuấn nửa quỳ rạp trên mặt đất, song song với lỗ nhỏ, nhắm mắt trái lại, dùng mắt phải nhìn gian phòng học này. Đập vào mắt chính là bắp chân mảnh khảnh của Tống Đình, nhưng giả thiết là phòng học 10 năm trước, ngồi đầy một đám học sinh, trong tiếng đọc sách lanh lảnh, một con mắt từ lỗ nhỏ nhìn bóng lưng của một bạn học nào đó. Mẹ kiếp! Kiều Tuấn sợ tới mức cả người giật mình, nhìn không được mắng một tiếng, nếu thật sự là như vậy, đồ án trên tường cũng có đáp án. Làm sao vậy? Kiều Tuấn Tống Đình quan tâm hỏi. Kiều Tuấn vỗ vỗ bụi đen trên tay, bắt đầu nói với ba người suy đoán của mình. Như vậy, sẽ là cái kia hiệu trưởng làm sao? Cái này ta cũng không biết. Mau mời bút tiên xong đi, ngươi xem các hoa bị dọa thành cái dạng gì rồi. Trương mạng mạng thật sự là chịu đủ rồi, ngoài lầu một mảnh đen kịt, còn lề mệ ở cái địa phương rách nát này. Kết quả là Bút tiên bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi nếu muốn tục duyên với ta xin vẽ vòng tròn trên giấy một phút thu xong là có thể đi rồi kiều tuấn thầm nghĩ trong lòng đúng rồi hiệu trưởng trường này tên là gì trương mạng mạng đột nhiên tò mò hỏi được hình như tên là trương quang hiến các hoa nghiến răng đột nhiên ánh nến lóe lên minh diệt bất định tống đình len lén nhìn thoáng qua kiều tuấn thầm nghĩ trải qua chuyện lần này, quan hệ của hai người hẳn là sẽ có tiến triển, nói không chừng trực tiếp tu thành chính quả, không phải đều nói nữ theo đuổi nam cách tầng xa sao. Đột nhiên, Tống Đình cảm giác bút chỉ bốn người đang cầm đang động, ai đang động bút. Bốn đạo ánh mắt đụng vào một khối, ngay sau đó đồng loạt lắc đầu, dây tiếp theo đồng tử bốn người chợt giãn ra, cúi đầu nhưng thấy bút chỉ thông thả mà kiên định di động, vẽ ra một vòng tròn trên giấy trắng. Kiều Tuấn chỉ cảm thấy da mặt mình cũng sắp cứng đờ, sợ hãi giống như đang không ngừng cướp đi dưỡng khí của hắn, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút khó thở. Là một người vô thần, hắn làm sao có thể nghĩ đến trên thế giới này thật sự có quỷ, nếu biết, hắn đã không tới nơi này. Chúng ta có phải muốn hỏi vấn đề hay không? Trương mạng mạng mang theo khóc nức nở. Ngươi hỏi. Ta. Ta. Ta khi nào thì có thể qua cấp 3? Ngay khi mấy người run rẩy đặt câu hỏi, Tống Đình lại không hiểu sao cảm giác được giống như có một đôi tay đang sờ chân mình, từng chút từng chút đi lên, phòng tuyến tâm lý nhất thời vỡ đê, xoay người chạy ra ngoài. Hô! Ngọn nến tắt! a, à. Tiếng kêu sợ hãi cùng loạn vang vọng khắp phòng học. Răng rắc, tiếng ván gỗ vỡ vụn. Kiều Tuấn, cứu tôi! Đây là tiếng khóc nức nở của Tống Đình. Tiếng chạy cùng loạn, đèn tinh lóe lên rồi biến mất, ánh sáng trắng bệt chiếu lên thủy tinh vỡ nát, hiện ra một khuôn mặt tái nhật. Thời gian thoáng trôi về phía trước. Ngươi tên là gì? Dưới đại thụ, Lý Quỳ nửa ngồi sổng trên mặt đất, cười hỏi tiểu cô nương trước mắt. Đứng ở đối diện Lý Quỳ là một tiểu cô nương mặc váy trắng rách nát, nhìn qua cũng chỉ 6-7 tuổi, không có mang giày, từ mắt cá chân lên từng sợi kinh mạch như khói hung lan tràn trên đó, tự như dấu vết thiêu đốt qua đi, khuôn mặt trắng bệch, đồng tử đen kịt. Nàng tự hồ rất sợ hãi, lại kinh ngạc vì Lý Quỳ có thể nhìn thấy nàng, mang theo một chút khó hiểu. À đúng rồi, ta thông u thuật chưa thuần thục, nhân quỷ thù đồ, ngươi nghe không hiểu lời của ta. Lý Quỳ bừng tỉnh đại ngộ, từ trong túi lấy ra một cục bùn nhỏ nhét vào trong miệng nhai nhai, lông mày xoắn vào một khối, minh thổ thật sự rất khó ăn. Tiểu mùi mùi, ngươi tên là gì? Lý Quỳ lại hỏi. Cô gái hoảng sợ, xoay người trốn ở sau cây, lại len lén thò cái đầu nhỏ ra nhìn Lý Quỳ, thấy bộ mặt ôn nhu không giống mang theo ác ý, ấp úng trả lời. Vương Vương Tiểu Khả Vương Tiểu Khả Lý Quỳ nhẹ giọng nhắc tới hai câu, cười hỏi Sao ngươi lại ở chỗ này? Vương Tiểu Khả lắc đầu, chỉ chỉ hướng tòa nhà dạy học, nhỏ giọng nói Có bốn ca ca tỷ tỷ đi vào, nơi này rất nguy hiểm, đại ca ca ngươi cũng mau rời khỏi nơi này đi. Lý Quỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu bốn, ánh nến yếu ớt chập chờn. Cho bọn họ một chút giáo huấn cũng tốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Lý Quỳ hỏi. Vương Tiểu cũng không trả lời, ngược lại đem thân thể hướng thân cây phía sau rụt rụt lại, phản phất một giây sau có thể không thấy bóng dáng. Tiểu có biết quỷ sai không? tự như khi còn bé nghe đại nhân nói ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường. Lý Quỳ vỗ vỗ ngực, đại ca ca chính là quỷ sai, chuyên môn tới bắt ác quỷ. Vương Tiểu Khả có chút hồ nghi nhìn hai mắt Lý Quỳ, khi nhìn thấy cặp mắt nghiêm túc kia, cuối cùng từ sau tàn cây đi ra, đi tới trước mặt Lý Quỳ ấp úng chỉ nghẹn ra một câu. Tôi không biết phải nói thế nào. Từng. Đại ca ca có biện pháp, Tiểu ca không sợ, không cần khẩn trương. Lý Quỳ nghĩ nghĩ cười nói, chợt vương ngón trỏ nhẹ điểm ở mi tâm vương tiểu khả, hơi khép hai mắt lại. Tố hồn. Hơi có cảm giác trời đất quay cuồng. Đợi Lý Quỳ mở mắt ra, hắn lại một lần nữa đi tới trước tòa nhà dạy học này, chẳng qua là một đêm giữa hè mười năm trước. Tố hồn xem như là kỹ năng thiên phú của quỷ sai, có thể tìm kiếm oán niệm và chấp niệm sâu trong nội tâm mỗi quỷ, chỉ bất quá Lý Quỳ cũng là lần đầu tiên dùng, ít nhiều có chút không thích ứng. Đúng lúc đó. Một người đàn ông trung niên hói đầu, đeo kính mắt sắc mặt bình tĩnh đóng cửa phòng học lại, nhìn về phía cầu thang hơi có vẻ tối tăm, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Bọn nhỏ, chơi trốn tìm bắt đầu. Lý Quỳ hơi nheo mắt lại, tuân theo cảm giác khó hiểu trong lòng, dưới chân nhẹ nhàng bay lên, thân thể xuyên qua vách tường, đi tới lầu ba. Đây là một nhà kho. UU đọc sách www.ukansu.net ở trong góc chồng chất trương. Lý Quỳ nhìn thấy Vương Tiểu Khả cùng một tiểu cô nương ôm nhau cùng tròn cùng một chỗ. Đạp. 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 Nghe được thanh âm, Vương Tiểu Khả run rẩy càng thêm lợi hại, một tiểu cô nương khác cố gắng trấn định, Vương bàn tay nhỏ bé ra điểm ở bên môi. Tiểu cô nương này tên là Trình Thấm Nhi, Lý Quỳ thông qua chấp niệm của Vương Tiểu Khả biết được tên của nàng. Tiếng bước chân từ xa tới gần một chút lại gần, sau khi dừng chân ngắn ngủi, tiếng bước chân đi xa đột nhiên rầm một tiếng thùng giấy lăn đầy đất phía trên lộ ra một cái đầu trương quang hiến bình tĩnh khuôn mặt gợi lên một vòng ý cười ôn nhu nói thích kinh hỷ sao tiểu khả chạy mau trình thấm nhi hô to một tiếng nhắm mắt cắn răng vừa người nhào tới ông lấy đùi người đàn ông tiểu khả ngươi chạy mau a à? vương tiểu khả hoang mang theo bản năng vùi đầu chạy ra ngoài xuống nha đầu Trương Quang Hiến sách trình thấm nhi lên, hung hăng vung một cái tác, khuôn mặt sưng đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiện tay té trên mặt đất, từ trong túi lấy ra bao thuốc lá, ánh lửa chợt hiện. Khói thuốc lượng lờ. Người đàn ông nhìn xuống trình thấm nhi thật lâu không bò dậy nổi, cười lạnh một tiếng, tiện tay ném thuốc lá đi, trực tiếp ra khỏi phòng chứa đồ, khóa trái cửa phòng, sau đó tiến bước chân rời xa. Tinh hỏa yếu ớt đốt cháy thùng giấy, khói xanh bốc lên. Tinh Thấm Nhi dãy dụ đứng lên, đi tới trước cửa vặn chốt cửa, khóa chặt không mở ra được. Nội tâm càng thêm lo lắng, nhìn chung quanh thoáng nhìn một cánh cửa sổ bên cạnh, cố hết sức giơ cái ghế hư hỏng lên đập vào cửa sổ. Một, hai, ba. Thủy tinh vỡ vụn theo tiếng trả lời. Tiểu Nhân Nhi mình đầy thương tích chui qua thủy tinh, nhìn trái nhìn phải tìm một phương hướng đuổi theo. Sau lưng trữ vật thất đại hỏa dần dần lan tràn ra. Chương bốn ta đến bồi ngươi chơi chơi trốn tìm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tầng 5, Văn Phòng Trương Quang Hiến nhìn Vương Tiểu Khả cùng mình ở góc tường, cười cười, buông lỏng cà vạt trên cổ, thông thả bước đến trước mặt Vương Tiểu Khả ngồi sổng xuống, nhẹ giọng nói. Tiểu Khả Đừng sợ, cứ như thường ngày thôi. Ngón tay lướt qua khuôn mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Vương Tiểu Khả ánh mắt hoảng sợ, bắp chân ma sát sàn nhà đạp về phía sau liều mạng lắc đầu a à, trương quang hiến cười lạnh đột nhiên nghe thấy phía sau giống như có động tĩnh gì đang muốn quay đầu nhìn lại giây tiếp theo lạch cạch tiếng bình hoa vỡ vụn chợt vang lên thân thể trương quang hiến lay động hai cái ngã trên mặt đất lộ ra trình thấm nhi sau lưng nâng nửa đoạn bình hoa tiểu khả chạy mau trình thấm nhi tiến lên kéo vương tiểu khả xoay người bỏ chạy chỉ là khi hai người đi tới lầu ba lúc, đi thông dưới lầu bậc thang sớm hóa thành một mảnh biển lửa, thế lửa mảnh liệt căn bản xong không ra. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, trên lầu vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, rơi vào đường cùng hai người đành phải chạy trốn vào gian cách góc lầu ba. Không lâu sau. Trong hành lang vang lên thanh âm hỗn hển của Trương Quang Hiến. Ngay sau đó. Tiếng bước chân hoảng loạn, vội vàng sau động tần suất vang lên, kèm theo chửi bậy, là âm thanh vô ý lăn xuống cầu thang. Để tiết kiệm vật liệu, phần lớn tòa nhà dạy học được ghép bằng gỗ trong thời gian ngắn đã cháy thành ngọn lửa ngút trời, ánh lửa màu đỏ đen dương nanh múa vuốt từ từ dâng lên. Đợi đến lúc này, Vương Tiểu Khả và Trình Thấm Nhi trốn trong phòng đã không đi ra được. Khói đen từ khe cửa lăn vào, Trình Thấm Nhi ôm chặt Vương Tiểu Khả, hốc mắt đỏ bừng nước mắt, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, chị tôi ở đây. Bùm ngọn lửa tàn sát bừa bãi, nuốt chửng. Đủ loại một màn tại lý quỳ trước mặt tái hiện, đồng tử chỗ sâu phản phất cũng có một đoàn liệt diễm tại hừng hực thiêu đốt, đủ để thiêu đốt đi ác quỷ. Trương Quang Hiến Thế giới thực Hô Lý Quỳ nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía trước cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn vương tiểu khả, lộ ra nụ cười ôn nhu nhất, nhẹ vỗ về sợi tóc của nàng, hứa hẹn nói, đại ca ca sẽ đem ác quỷ bắt lại, đưa hắn đi nên đi địa phương. Vương Tiểu Khải nhìn vào mắt Lý Quỳ, nhìn một hồi lâu, nhẹ nhàng nhấc ngón tay đuôi của hắn lên. Lý Quỳ cười. Đúng lúc này, tòa nhà dạy học cách đó không xa truyền ra một tiếng kêu sợ hãi điên cuồng. Đại ca ca, cẩn thận. Ở chỗ này chờ ta. Lý Quỳ đứng dậy, lưng đeo túi hành lý màu đen xoay người đi về phía tòa nhà dạy học, trong phút chốc, khóe miệng mang theo ý cười nhếch xuống, sắc mặt lạnh như băng sương, bàn tay nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng giọng tan xèo xèo. Tầng 4 Trương Mạng Mạng cùng Tống Đình trốn ở phòng vệ sinh, chảy nước mắt che chặt miệng không dám phát ra âm thanh. Các nàng chạy không ra nơi này, vô luận chạy như thế nào cũng có thể trở lại lầu 4, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể trốn vào phòng đơn VWC. Đột nhiên. Đạp. Đạp hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, từ xa tới gần từng bước một đi tới, thẳng đến vị trí các nàng ẩn nút. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều là tuyệt vọng, chợt gắt gao nhìn chầm chầm cánh cửa màu xám đen. Két két. Cửa mở ra từng chút một. Anh chính là Trương Quang Hiến. Lý Quỳ đánh giá nam nhân trung niên hói đầu trước mắt, cười hỏi. Cả người quanh quẩn hát khí nhàn nhạt, diện mạo cho tàn, toàn thân hiện ra bộ dáng đại hỏa thiêu đốt qua đi, mặt mày lộ rõ âm trầm. Trương Quang Hiến lộ ra có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sau khi mở cửa lại là một người đàn ông, càng không nghĩ tới chính là người này lại có thể nhìn thấy hắn. Đây thật đúng là chuyện thành quỷ 10 năm cũng không nghĩ tới. Kết quả là hắn gật gật đầu, bùng. thân thể Trương Quang Hiến như con tôm công người bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách tường. Lý Quỳ từ sau cửa đi ra con ngươi hẹp dài chậm rãi nheo lại, liệt ra một đạo hào quang nguy hiểm, kéo khóa túi du lịch ra. a, à, trương quang hiến tê liệt ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không đau, ông bụng dương mắt nhìn về phía Lý Quỳ, ngoan độc nói. Thằng nhãi con ngươi đang tìm chết. Dãy dụ từ trên mặt đất bò lên, cước bộ đạp một cái như thuấn di xuất hiện ở trước mặt Lý Quỳ, móng tay đen nhánh hướng con ngươi đâm tới. Tuy nhiên, một giây sau trương quan hiến cả người điên cuồng bồn chồn chậm rãi quỳ trên mặt đất một vật cứng để ở mi tâm của hắn xúc cảm lạnh như băng thấu xương kích thích thần kinh đó là một nòng súng tối đen một khẩu súng ngắn cũ kỹ bề ngoài rất giống đại tần 1887. ngươi cảm thấy thứ này đánh vào người đau bao nhiêu lý quỳ từ trên cao nhìn xuống hắn ngữ khí lạnh như băng bùng tiếng súng đinh tai nhức óc chợt vang lên Trương Quan Hiến bị lực trùng kích cực lớn đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đều ảm đạm một chút, cả khuôn mặt trở nên hố 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 cực kỳ dọa người, miệng cầu xin tha thứ nói. Đại! Đại gia! Chúng ta trước kia cũng không có thù hận gì, nếu đụng vào ngài, tiểu quỷ lập tức cút ngay. Đạp, tiếng nói im bặt. Đầu bị dày mát tinh nghiền nát. Lý Quyền ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi thích chơi trốn tìm, vậy chúng ta chơi một chút. Tiếng súng chật vang lên, khói thuốc súng bắn tung tóe, Bùng. Tầng 3, nhà vệ sinh. Trương Quang Hiến hai tay che miệng, ngồi xổm trên mặt đất trung lẫy bẫy, không dám phát ra một chút âm thanh. Toàn thân hắn đều là dày đặc lỗ đạn, mỏng manh như khói âm khí không ngừng từ miệng vết thương bay ra. Mỗi chảy ra một tia, uu đọc sách www.ukansu.net hồn thể sẽ mỏng manh một phần. Chết tiệt. Chết tiệt rốt cuộc người từ đâu chui ra vì sao hắn có thể nhìn thấy quỷ sao vẫn cầm súng tại sao súng có thể gây hại cho ma trương quang hiến cảm giác mình sắp điên rồi thật lâu thật lâu cũng không có người lạ đi tới nơi này vốn định ăn tươi hai người nói không chừng còn có thể nhập thân một cái đi ra ngoài như thế nào hảo hảo kịch bản lại đột nhiên biến thành như vậy đúng lúc này suy nghĩ hỗn loạn im bặt trong hành lang truyền đến thanh âm của lý quỳ Trương Quang Hiến, Trương Quang Hiến, Trương Quang Hiến ánh mắt càng phát ra hoảng sợ, âm thầm cầu nguyện người nọ không nên phát hiện mình. Hắn lúc này mới phát hiện chơi trốn tìm một chút cũng không vui, tiếng bước chân trực tiếp đi qua nhà vệ sinh, càng lúc càng xa. Đột nhiên, thích bất ngờ, thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, thân thể Trương Quang Hiến nhất thời cứng đờ, như rơi xuống hầm băng, ngẩng đầu nhìn lên nhưng thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lý Quỳ đang nhìn xuống hắn, khóe miệng phát họa ra một tia trào phúng. Kéo cần, giữ ngực và bóp cò. Bùng. Vui vẻ. Hồng thể như dẻ trách bay ngược ra ngoài. Lý Quỳ dẫm lên ngực Trương Quang Hiến, họng súng nhắm ngay tử tôn căng của hắn, huyết sáo một cái, bóp cò súng, oanh đến nát bét. À, Trương Quang Hiến phát ra tiếng kêu trên đau đớn đến cực điểm, con ngươi tro tàn như con cá lên bờ bạo đột mà ra trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Nói xong câu đó, Lý Quỳ đem súng ngắn đặt qua một bên, vặn vẹo cổ hai cái, hai tay khép hờ nắm chặt thành quyền, nhìn xuống trương quan hiến, khóe miệng nhếch ra nụ cười khát máu. Ngay sau đó, tiếng đánh mãnh liệt liên miên không dứt, tiếng kêu trên suy yếu từng chút một. Chương 5 Thường thường không có gì là âm gian sai nhân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người rốt cuộc là ai? tôi. Bất quá chỉ là một tên quỷ sai bình thường không có gì lạ mà thôi. Lý Quỳ kéo Trương Quang Hiến nửa chết nửa sống trở lại lầu bốn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người kiều tuấn cát hoa nằm ở đầu hành lang, còn có Trình Thấm Nhi đứng ở một bên tay chân có chút lúng cuốn. Tiến lên xem xét, Lý Quỳ lộ ra nụ cười, ôn nhu nói. Không có việc gì, chỉ là ngất đi. Trình Thấm Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Trương Quang Hiến bộ dáng thê thảm trong tay Lý Quỳ, con người chớp chớp, toát ra nhảy nhót rõ ràng, ngay sau đó nói với Lý Quỳ. Bên kia v c còn có 2 tỷ tỷ. Kết quả là, sau một phen bận rộn, bốn vị sinh viên đêm khuya đi tới trường học bỏ hoang tìm kích thích nhất tề nằm ở cửa tòa nhà dạy học. Này, xin chào, nơi này là viện an tế đường Tân Hải. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ngọt ngào. Xin chào, tôi phát hiện bốn người trẻ tuổi ngất xỉu trước cổng trường tiểu học hy vọng số 365 đường Tân Hải, mong ngài mau chóng phái xe cứu thương tới. À, được, được, xin hỏi ngài tên gì? Lý Quỳ cúp điện thoại, nhìn Trình Thấm Nhi và Vương Tiểu Khả đang đứng trước mặt, tự đáy lòng cảm khái nói. Các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan. Đặc biệt là Trình Thấm Nhi biết rõ nguy hiểm của tòa nhà dạy học còn có thể dũng cảm đứng ra cứu người, có thể thấy được tâm địa thiện lương các ngươi có chuyện gì muốn đi làm không? Hai người vương tiểu khả liếc nhau, trầm mặt một lúc lâu, đồng loạt lắc đầu. Vậy, ca ca tiễn các ngươi. Nhưng chúng ta không đi ra được. Trình Thấm Nhi nói. Lý Quỳ Thấm Thế nói. Hiện tại có thể đi ra ngoài, hai người các ngươi đều có thể rời khỏi nơi này, sẽ có cuộc sống mới chờ các ngươi. Hai đứa nhỏ này đều là trói linh, chấp niệm lẫn nhau đều là đối phương, Bây giờ Trương Quang Hiến bị hắn truy bắt, tự nhiên cũng có thể rời khỏi nơi này. Đi thôi. Lý Quỳ Tây phải dắt Tiểu Khả, tay trái kéo Trương Quang Hiến đi ra khỏi trường tiểu học hy vọng. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa sắt, Vương Tiểu Khả và Trình Thấm Nhi trong lòng kích động không nhìn được hoang hô. Mười năm, suốt mười năm, các nàng vẫn đứng ở chỗ này, mỗi đêm trốn đông trốn tay sợ bị Trương Quang Hiến phát hiện, hôm nay loại cuộc sống này rốt cuộc chấm dứt hai cô bé chạy trên con đường nhỏ đầy cỏ, tiếng cười nhảy nhóc vang vọng. Lý Tiện lộ ra nụ cười thoải mái, lông mày thấp nhìn thấy Trương Quang Hiến chưa tỉnh lại, con ngươi hẹp dài hơi nheo lại. Bên đường nhỏ, một chiếc taxi màu đen hiện hình từ hư vô. Đại nhân, đại nhân. Tiểu quỷ biết sai rồi, tiểu quỷ biết sai rồi. Trương Quang Hiến quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nếu không là chảy không ra nước mắt sợ là đã sớm khóc trống lên. Trên cổ hắn còng xích sắt đen kịt, đầu kia nắm ở trong tay Lý Quỳ, nghe được tiếng cầu xin tha thứ chỉ là lãnh đạm liếc mắt một cái, chợt từ trong ngực lấy ra giấy da dê. Trên mặt giấy trắng hiện ra chữ viết. Thành công truy bắt Trương Quang Hiến, đạt được điểm công đức một. Ngay sau đó vặn vẹo biến hóa, văn tự mới lại xuất hiện. Phạm Nhân Trương Quang Hiến tội danh Tổn hại công tư béo phì, bất trung bất nghĩa, giang dâm trẻ em. Thẩm phán. Xuống chảo dầu địa ngục, 500 năm lật tung. Sau đó, Lý Quỳ nhìn về phía trương quan hiến, khóe miệng nhếch lên, cổ tay rung lên, dây xích sắt hóa thành lắc tay đeo ở trên cổ tay. Dây xích sắt nặng như núi cao từ trên người biến mất, mặt mày trương quan hiến nổi lên vẻ vui mừng, còn tưởng rằng thanh tịnh mình cũng tốt cầu xin tha thứ thật sự có tác dụng, đang định dập đầu tạ ơn thì bàn tay to nắm chặt cổ hắn kéo tới bên cạnh bình xăng. Mở nắp bình xăng ra. Ý thức được không thích hợp, Trương Quang Hiến bắt đầu ra sức giãy dụa, chỉ tiếc đôi bàn tay to kia giống như kìm sắt gắt gao kẹp chặt cổ hắn, cứng trắng nhét vào. Đại nhân, ta sai. Giống như cảm giác được có điểm tâm đưa tới cửa, ống dầu nhất thời bộc phát ra lực hút rất mạnh, trong nháy mắt liền thấy Trương Quang Hiến bị thôn phệ vào trong bình xăng. Ôn ao. Lý Quỳ ngữ khí lạnh lùng. 500 năm nổ tung thật là tuyệt vời, làm nhiên liệu vĩnh viễn cung cấp động năng đi. Mở cửa xe, Lý Quỳ ngồi ở ghế lái, quay đầu nhìn Vương Tiểu Khả cùng Trình Thấm Nhiên ngồi ở ghế sau, tiếng cười sang sảng. Đợi lâu, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đốt lửa. Trong bình xăng của chiếc xe này tràn ngập vô số bánh răng lớn nhỏ dày đặc, thân thể trương quan hiến liền chen chúc ở chỗ này, chợt bánh răng bắt đầu chuyển động, không ngừng đè ép ép lấy âm khí ác quỷ làm nhiên liệu, lại ở dưới một cổ lực lượng quỷ dị tránh cho hồn tiêu phách tán. Theo tiếng động cơ nổ vang, xe taxi như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Ngàn dặm không mây, ngân hà rực rỡ kéo dài qua bầu trời đêm. Trên đường cao tốc quanh co, một chiếc xe hơi chạy tới. Tỷ tỷ, tỷ xem. Là tin không? Thật xinh đẹp a. À. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Thấm Nhi dán vào cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm tản ra ánh sao. Có lẽ đây là ngày vui vẻ nhất trong 10 năm qua của Vương Tiểu Khả và Trình Thấm Nhi. Lý Quỳ giảm tốc độ xe. Một khắc đồng hồ sau, cho dù Lý Quỳ lái chậm hơn nữa, dãy núi cũng rốt cục ngăn trở tầm mắt của hai người. Cũng vào lúc này, Lý Quỳ nhẹ giọng nói. Ngồi vững vàng, chúng ta phải tiến vào âm phủ. Vừa dứt lời, chân phải dùng sức đạp chân ga, Đuôi xe phun ra hai đạo hỏa diễm u ám. Phía trước giống như gần sóng, ô tô chạy nước rút qua, biến mất trên đường cái. Địa ngục. Con đường dài u ám hoang vu, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối. Hai bên mọc đầy hoa bỉ ngạn yêu diễm như máu, không gió tự động, nguy hiểm mà lại xinh đẹp, một chút cánh hoa bay về phía bầu trời, bay về phương xa. Nương theo tiếng nổ vang, hai chùm đèn đánh tới. Trong xe hai đứa trẻ tò mò nhìn chung quanh trình thấm nhi nhìn hoa bên kia cửa sổ tò mò hỏi đại ca ca đây là nơi người chết sẽ đến sao lý quỳ đáp đúng nơi này là kết cục của tất cả vong hồn vương tiểu khải nhìn thoáng qua trình thấm nhi bàn tay nhỏ bé nắm chặt váy ấp úng hỏi vậy em và chị phải tách ra không lý quỳ liếc nhìn kính chiếu hậu trong lòng thở dài nhưng vẫn là thành thật nói đúng vậy ta sẽ đưa các ngươi đến luân hồi địa phương, đến lúc đó sẽ có một tỷ tỷ an bài các ngươi đầu thai. Suy nghĩ một chút bổ sung một câu. Chấp niệm của các ngươi đã giải, ở lại nhân gian lâu không có lợi. Nói như vậy, có thể quá trực tiếp hay không? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Không khí trong xe nhất thời có chút áp lực. Lúc này, Trình Thấm Nhi nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của Vương Tiểu Khả, cười nói nói không chừng kiếp sau chúng ta sẽ làm chị em thật sự. Đúng không, đại ca ca? ân ừ. Vậy, em còn phải làm em gái của chị. Một lát sau, xe taxi dừng lại trên đỉnh một vách núi, cửa xe mở ra, ba người lục tục đi xuống. Dương mắt nhìn về phía trước, một vòng xoáy màu trắng ấm áp đang chậm rãi chuyển động. Ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này. Lý Quỳ nữa không lưng nhìn hai người, cười nói: Vương Tiểu Khả, Trình Thấm Nhi liếc nhau, đồng loạt cúi đầu trước Eo Lý Quỳ, cảm ơn đại ca ca, chúng ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Ai nha? Hai người ôm tráng. Lý Quỳ một người cho một cái não băng, xoa xoa tóc các nàng, cười nói: nhanh đi đi. Dù có không nở, cũng đến thời khắc chia tay. Trình Thấm Nhi cùng Vương Tiểu Khả tay trong tay trực tiếp đi tới trước vòng xoáy, dậm chân xoay người, hướng Lý Quỳ phất tay tạm biệt chợt không chút dừng lại tiến vào bên trong thân ảnh thoáng qua rồi biến mất lý quỳ từ trong ngực móc ra thuốc lá đốt thật sâu hút một hơi dùng sức phun ra nhìn chiếc này xuyên qua âm dương lưỡng giới xe taxi vỗ vỗ nắp động cơ ngữ khí phức tạp lão đầu việc này ta lý quỳ kế tiếp cam tâm tình nguyện tàn thuốc ném xuống đất ô tô phát ra tiếng nổ vang lý quỳ ngồi ở ghế lái đáy mắt hiện lên hồi ức câu chuyện còn phải bắt đầu từ một tháng trước. Chương 6 Di vật chỉnh lý sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thời gian giữa hè, tự hồ luôn đi theo một chút tốt đẹp. Điều hòa trong xe mang đến nhiệt độ thoải mái, mỹ nữ mát mẻ đi ngang qua cười đùa đi xa, đứa nhỏ nắm chặt bàn tay người lớn qua đường cái, vẫn không quên hết nhìn đông tới nhìn tây. Đèn xanh sáng lên, xe chậm rãi khởi động. Ở một giao lộ, một chiếc xe tải nhỏ lái vào, trực tiếp dừng ở bên ngoài một biệt thự nhỏ. Đường Cẩm Tú, số 52. Lý Quỳ mang theo hộp dụng cụ xuống xe, lần thứ hai đem số nhà trên cửa sắt cùng bản ghi nhớ điện thoại di động tiến hành so sánh, từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào. Vườn hoa, gà ra nhỏ, trong hồ nước còn nuôi hai con rùa, lão thôi thật đúng là ẩn sâu không lộ. Lý Quỳ mở hộp dụng cụ, mặt dày, găng tay, quần áo phòng hộ, sau khi ăn mặc chỉnh tề mở cửa đi vào. Trang trí trong phòng rất đơn giản, sau khi đi dạo một vòng, dừng chân trước một cái tủ, nhìn khung ảnh bài trí. Trong ảnh là một ông lão tươi cười hòa ái, mặc một thân áo đen đứng trên bãi cỏ, chắp tay sau lưng. Ai có thể nghĩ đến lão nhân tươi cười sáng lạng này qua đời ngay mấy ngày hôm trước, ánh mắt lý quỳ phức tạp, nhẹ nhàng thở dài, sau đó bắt đầu công việc của mình. Thôi Ngọc Tiên sinh, Ngài tại Đại Tần Lịch ngày 4 tháng 6 năm 2020 qua đời, được Ngài ủy thác, vô ưu công ty Lý Quỳ vì Ngài sửa sang lại di vật. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ giúp Thôi Ngọc Tiên Sinh hoàn thành lần chuyển nhà cuối cùng. Nói xong, Lý Quỳ bắt đầu sửa sang lại di vật của lão thôi. Ta gọi Lý Quỳ, năm nay 26, chính mình mở da nhỏ đến không thể lại nhỏ công ty, nhân viên cùng lão bản đều là chính mình, chức nghiệp là một gã di vật chỉnh lý sư chính như ý nghĩa trên mặt chữ chính là trợ giúp người chết sắp xếp lại di vật khi còn sống đem di vật của người chết khi còn sống sửa sang lại phân loại sắp xếp do người ủy thác quyết định cái nào giữ lại cái nào cần xử lý lần thứ hai hoặc là lập tức xử lý trong quá trình này lắng nghe làm bạn không phán xét là mấu chốt để sửa sang lại di vật thôi ngọc là bạn vong niên của ta quen biết đã ba năm một cái là nhà tang lễ nhân viên công tác một cái là di vật chỉnh lý sư cái này duyên phận cũng là kỳ diệu trên thực tế ngay cả bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được thôi lão đầu khỏe mạnh thích cười kia lại đột nhiên qua đời khi nhận được phong thư và tin tức về cái chết cho dù lúc ấy có kinh ngạc hơn nữa đến cuối cùng cũng hóa thành suy nghĩ phức tạp không thể nói nên lời lão thôi không bạn không con mà ta làm phần nghề nghiệp này vì hắn làm tiễn biệt cuối cùng tựa hồ cũng thành chuyện thuận lý thành chương vì vậy tôi được giao nhiệm vụ đến đây. Ảnh chụp, thư từ, đồ vật thường xuyên thưởng thức, đồ vật không tính là rất nhiều, Lý Quỳ rất nhanh liền sửa sang lại rõ ràng, nhìn thoáng qua phòng khách trống rỗng, cúi đầu nhìn về phía một phong thư trong tay, mặt trên viết Lý Quỳ thân khải, đây là một phong thư cho hắn. Lý Quỳ tiểu hữu, thấy chữ như gặp. Ta nghĩ thời điểm ngươi nhìn thấy phong thư này, ta đã không còn trên nhân thế, nhưng không cần quá mức thương cảm, giống như ta thường xuyên nói với ngươi, tử vong có đôi khi chính là một khởi đầu mới thư ở chỗ này trống không một hàng hơn nửa người cuối cùng cũng phải chết ngay cả tiên thần cũng sẽ không ngoại lệ sống có ý nghĩa hay không phải xem cả đời này đã làm những gì lão phu cả đời này trải qua rất nhiều sóng to gió lớn cũng gặp qua rất nhiều sinh ly tử biệt ác nhân thấy nhiều người tốt cũng thấy không ít lão phu cả đời thực hiện chức trách của mình không hối tiếc chỉ là có một việc kết quả cũng không bỏ xuống được thế đạo này càng ngày càng loạn, trước kia còn có thể bị khống chế, mấy năm gần đây lại là loạn tượng liên tục sinh, quỷ ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Nhưng lòng có dư mà lực không đủ, con đường của lão phu đã đi đến cuối cùng. Ta nghĩ có phải là muốn tìm một người thừa kế hay không, kết quả là, trùng hợp tại ba năm trước quen biết tiểu hữu ngươi, lựa chọn tiểu hữu là lão phu trải qua suy nghĩ cặn kẻ sau làm ra quyết định. Thái độ làm người, tâm tính của tiểu hữu, Lão phu biết rõ, ghét ác như thù, rõ thì phi, trong lòng có yêu, phần lễ vật này có lẽ ngươi sẽ thích, có lẽ ngươi sẽ chán ghét, nhưng vô luận như thế nào, cũng nên do chính ngươi quyết định. Tiểu hữu, tạm biệt. Thôi ngọc tuyệt bút. Lý Quỳ run rẩy phong thư, từ bên trong rơi ra một cái chìa khóa, toàn thân đen kịt, nhìn qua lại có vài phần thần bí. Lão nhân này nói cái gì vậy? Lý Quỳ quả nhiên là một đầu sương mù nửa đoạn đầu còn rất bình thường, phía sau như thế nào nói nói liền trở nên kỳ quái, cái gì người thừa kế, cái gì gọi là thế đạo sớm một chút còn có thể bị khống chế, hiện tại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Hiện tại đại tầng không phải rất thái bình sao? Ai, nhà tang lễ công tác làm lâu, quả nhiên tinh thần đều sẽ có chút không bình thường. Nhưng thật ra món quà này, nhìn qua giống như chìa khóa xe, chẳng lẽ là muốn tặng tôi một chiếc xe? Lý Quỳ thưởng thức chìa khóa trong tay, liên tiếp nghi vấn hiện lên trong đầu, chẳng qua lão thôi người đều đã chết, muốn tìm hắn hỏi rõ ràng cũng không có chỗ hỏi, bất quá. Lý Quỳ trực tiếp mở cửa ga ra, đập vào mắt là một chiếc xe taxi màu đen, đáy mắt không khỏi hiện ra kinh ngạc. Taxi Tiến lên đánh giá, Lý Quỳ phát hiện chiếc xe này thật đúng là có đủ đặc biệt, toàn thân đen kịt, cửa sổ xe hẳn là dán màn, nhìn không thấy bộ dáng bên trong, bất quá liên tưởng đến lão thôi cả ngày mặc phục sức màu đen, cũng không kỳ quái. Bình thường làm việc ở nhà tang lễ, còn kim chức tài xế, thật đúng là đủ liều mạng. Người thừa kế, chẳng lẽ là muốn cho hắn kế thừa chiếc xe này, đi lái xe thuê đi. Lão nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Trong lòng Lý Quỳ muôn vàng nghi vấn, u u đọc sách cũng không khỏi dâng lên vài phần cảm giác hoang đường, ngón tay ma sát hoa văn trên chìa khóa, hơi suy nghĩ, cắm vào lỗ chìa khóa, lạch cạch một tiếng, cửa xe chậm rãi mở ra, một cổ khí lạnh đập vào mặt, khiến Lý Quỳ rùng mình một cái. Không tắt điều hòa sao? Ý nghĩ này một giây sau đã bị anh lật đổ, xe còn chưa khởi động điều hòa ở đâu ra. Bất quá Lý Quỳ cũng không có để ở trong lòng, đánh giá hai mắt ngồi vào ghế lái. Chuyện thứ nhất chính là điều chỉnh tựa lưng, ngồi có chút không thoải mái. Lão thôi không cao bằng hắn, bởi vậy Lý Quỳ điều chỉnh chỗ dựa về phía sau, sau đó quan sát trang trí bên trong xe, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trên bàn điều khiển đặt một cuộn giấy da dê. Tổng thể hiện lên màu vàng sậm, liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta cảm giác được ý nhị của lịch sử. Đồ cổ Lý Quỳ cẩn thận từng ly từng tí mở ra, nào ngờ trên mặt cuốn có vẻ thô ráp không có một vật gì, không nói gì nói. Đây là lấy ra làm cái gì? Ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên, ngón tay nắm giấy da dê đột nhiên cảm nhận được một trận đau đớn, tùy thấy máu lại từng chút từng chút thấm ướt cả quyển giấy da dê. Ở trong quá trình này, vô luận lý quỳ vung cánh tay như thế nào cũng không thể đem giấy da dê lấy xuống. Huyết sắc mờ mịt hiện lên, lại hóa thành một đoạn văn tự dài hiện lên trước con ngươi hoảng sợ của lý quỳ. Ngươi sẽ lập tức kế thừa món quà mà quỷ sai đời trước để lại. Thành công đạt được, địa sát thất thập nhị thuật, u thông. Đi sang, Khuyết tật, lớp Một thần thông Địa sát thất thập nhị thuật U thông đi sang, ác Khuyết tật, lời bài hát móc tô vũ khí Không công đức 15. Có thể đổi linh đang dịu dược, công pháp, binh khí Chương 7 Tấm da dê huyền diệu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đây là cái gì? Lý quỳ trước mắt hoảng sợ, Chuyện xảy ra trước mắt quả thực điên đảo thế giới quan của hắn. Chỉ là chưa cho Lý Quỳ thời gian bình tĩnh suy nghĩ, văn tự trên giấy da dê lại hiện lên huyết sắc mờ mịt, vặn vẹo biến hóa, hóa thành con số 10, một giây sau liền thành 9, rõ ràng bắt đầu đếm ngược. Lạch cạch. Cũng trong nháy mắt này, cửa xe taxi đột nhiên đóng lại. Hành động này nhất thời làm cho thần trí của Lý Quỳ điên cuồng lên, đầu tiên là dùng nắm đấm dùng sức đánh cửa sổ sau đó lại dùng chân đi đạp thủy tinh, làm sao không thấy một chút hư hao. Số giấy da đã gần đến số cuối. 3 2 1 Âm âm Động cơ không ngừng phát ra tiếng nổ vang, chiếc xe taxi này lại chính mình khởi động, giống như một con đè nén hồi lâu mảnh thú rốt cục lại thấy ánh mặt trời, bốn cái lốp xe tại chỗ mảnh liệt chuyển động lên, một chút u ám hỏa tinh văng khắp nơi ra. Ngay sau đó, trong nháy mắt tăng tốc, không cần Lý Quỳ điên cuồng hô to, xe taxi mạnh mẽ khởi động bay ra ngoài. Tại sắp muốn đụng vào cửa ga ra lúc, toàn bộ thân xe biến mất không thấy. Đây là một thông đạo kỳ quái. Hai chùm đèn xe ngưng mà không tan chiếu sáng con đường phía trước, chung quanh thường thường sẽ hiện ra các loại bọt khí màu sắc, thoáng qua lại chìm xuống. Trong nháy mắt nào đó, tay lái mạnh mẽ đánh trái lao ra ngoài đường, đụng phải một cái vừa mới nổi lên bong bóng khí mang cho Lý Quỳ cảm giác tự như vọt vào trong nước biển, lại dùng xoắn ốc phương thức thẳng xuống dưới. Hắn chỉ có thể giống như một con rối gỗ gắt gao cầm lấy tay lái, không cho mình bị quăng ra khỏi chỗ ngồi, chờ hết thảy gió êm sóng lặng, lần thứ hai mở mắt ra, chung quanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sắc trời u ám âm u, cổ thụ cao to lá tốt, con đường nhỏ phía trước tràn ngập sương mù nhàn nhạt, không thấy chim chóc côn trùng kêu. Mẹ kiếp! lý quy cầm quyền đánh tay lái trong lòng tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng tức giận mắng sau khi phát tiết cảm xúc một hồi hắn rốt cuộc tỉnh táo lại quan sát vị trí hiện tại từ ga ra đến núi hoang dã lĩnh từ mặt trời lên cành cây đến bóng đêm âm u loại kinh nghiệm quỷ kỳ này hoàn toàn có thể bài trừ là chương trình thực tế ác tác kịch nói cách khác hắn thật sự xuyên việt thôi ngọc rốt cuộc là có ý gì ông ấy muốn tôi làm gì đúng rồi giấy da Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Quỳ đảo qua bốn phía từ trên ghế lái phụ thấy được tờ giấy da dê kia, lúc này cầm lên, chỉ thấy nội dung văn tự trên giấy lại xảy ra biến hóa. Thế giới đã được khám phá. Chiêu Dương, tỷ 86, 1925 nhiệm vụ. Truy bắt cẩu Hồng Lâm. Phần thưởng. Điểm hai lời bài hát. Ren Caranti thành công truy bắt cẩu Hồng Lâm sẽ thông qua khảo hạch, chính thức bổ nhiệm quỷ sai khi nhìn thấy kết quả thất bại tâm tình lý quỳ vừa bình phục lại lại nhìn không được cuồng nộ cái này mẹ nó không thành công liền đổi người tốt cho thôi lão đầu ngươi ba năm qua ta nói như thế nào cũng coi như tôn kính đối với ngươi có thừa thỉnh thoảng còn có thể mang chút thuốc lá rượu trái cây đi thăm ngươi không ngờ hiện tại ngươi chết còn muốn lôi kéo ta đệm lưng không được không được ta phải tỉnh táo lại phải tỉnh táo lại lý quỳ dùng sức hít sâu một hơi nặng nề phun ra nếu như nói nội dung trên giấy da dê tất cả đều là thật thân phận thật sự của thôi ngọc kỳ thật là một tên quỷ sai nhưng hiện tại hắn đã chết trước khi chết ta được an bài thành người thừa kế cũng tức là một quỷ sai mới trước mắt là cuộc thi nhập chức như vậy cẩu hồng lâm chính là quỷ cam ni nương ta lấy cái gì bắt quỷ a à? tờ giấy da dê quỷ dị này giống như biết đọc tâm thuật văn tự trên giấy lại bắt đầu từ từ biến hóa hiện ra trước mắt là Học trữ vật phía dưới ghế lái phụ, khóa hồn liên. Chú thích. Cần dùng pháp lực thúc đẩy, khóa cổ lại, là có thể truy bắt. Lý Quỳ tận mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên tất cả đều là con chó này. Giấy da dê làm ra, chỉ bất quá trước mắt xem ra hắn hình như cũng không có tư cách phản kháng, trước chịu đựng đi. Mở hộp trữ vật ra, đập vào mắt chính là một chuỗi vòng tay toàn thân u UH, hắc, suy nghĩ một chút, Lý Quỳ đeo ở trên cổ tay phải. Nhưng kế tiếp lại xuất hiện vấn đề khó khăn, hắn chỉ là một người bình thường, pháp lực ở đâu ra? Đúng lúc này, Lý Quỳ đột nhiên nhớ tới một đoạn văn. Ngươi sẽ lập tức kế thừa món quà mà quỷ sai đời trước để lại. Chợt hướng tới giấy da dê thăm dò hỏi. Bản thuộc tính. Văn tự vốn có trên giấy biến mất, lại trong nháy mắt hiện ra trước mắt Lý Quỳ. Đi sang, ác. Khuyết tật, lớp một thần thông. Địa sát thất thập nhị thuật, u thông đi sang ác. Khuyết tật, lời bài hát. Móc tô vũ khí. Không công đức. 15, có thể đổi linh đan dịu dược, công pháp, binh khí, địa sát thất thập nhị thuật. Lý Quỳ trong miệng thấp giọng nhắc tới. Đây chính là thần thông khó lường, trong tay Du Ký Tôn Đại Thánh luyện chính là thứ này. Nhưng là Lý Quỳ đem lực chú ý đặt ở công đức phía trên, có thể đổi công pháp chỉ cần có công pháp là có thể tu luyện ra pháp lực đến, là có thể truy bắt quỷ về nhà. Kết quả là, Lý Quỳ Vương ngón tay cẩn thận điểm vào hai chữ 15, bỗng nhiên lại nổi lên biến hóa. Văn tự trên giấy như bị một đôi tay to xóa đi, ngay sau đó lại hiện ra một lượng lớn văn tự, ngay ngắn trật tự, rõ ràng mặt giấy cũng không lớn, lại có thể chứa đựng nhiều nội dung như vậy. Lý Quỳ chăm chú nhìn, quả nhiên là chủng loại phong phú chỉ riêng công pháp đã có ngũ lôi thiên tâm chính pháp, 10 điểm công đức, kim quan chú, 10 điểm công đức, ngọc nữ hỷ thần thuật, 50 điểm công đức, thiên cương 36 pháp, 300 điểm công đức. Loại binh khí Bách niên đào một kiếm, 15 điểm công đức, bác diện hán kiếm, bình thường thần binh, nhất công đức điểm, M1887 trừ tà sô gung thương, ngũ công đức điểm, đồng bộ đạn 10 phát, nhất công đức điểm. Các loại đan dược Bồi nguyên đan, nhị công đức điểm, đoán thể đan, nhất công đức điểm, đại hoàng đan, tam công đức điểm, nửa ngày. U U đọc sách su ukansu net lý quỳ xoa xoa nhíu chặt lông mày, xem ra hắn xem như đại khái hiểu rõ giá cả dùng công đức đổi vật phẩm cùng với hiệu quả sau khi đổi, nếu là kích động tiêu phí, đến lúc đó hối hận sợ không phải chặt tay đơn giản như vậy. Giống như ngũ lôi thiên tâm chính pháp cùng kim quan chú đều thuộc về pháp thuật đổi giá cả tại 15 điểm tả hữu, đổi sau tuy rằng có thể lập tức học được, nhưng trình độ chỉ tại miễn cưỡng có thể dùng ra, muốn luyện đến cao chỗ sâu, còn cần chính mình khổ tu. Ngọc nữ hỷ thần thuật, nó còn có một cái tên khác gọi là mau sơn thuật, giá cả của nó sở dĩ cao tới 50 điểm, là bởi vì bao hàm tất cả mau sơn pháp thuật cùng phụ lục, trận pháp. Đương nhiên, Lý Quỳ cũng phát hiện trước mắt mà nói con đường thích hợp nhất với mình, địa sát thất thập nhị thuật món quà thôi ngọc để lại cho hắn không phải chỉ có u thông, mà là bao hàm toàn bộ 72 thuộc địa sát, khu thần, gánh sơn, cấm thủy, mường phong, bố vụ. Hắn có thể dùng điểm công đức thắp sáng những biến hóa thần thông này, bởi vậy đối với hắn mà nói đây là có lời và thực dụng nhất. Muốn bắt lấy lần này nhiệm vụ mục tiêu cẩu hồng lâm, cần dùng đến pháp lực, mà 72 thuật ở trong thì có một cái thần thông tên là đạo dẫn, đồ chơi này là có thể luyện ra pháp lực đến mà cần thắp sáng công đức vừa vặn 15 điểm. Như vậy kế tiếp ta liền. Vừa nghĩ tới đây, Lý Quỳ dưới chỗ ngồi nhất thời không còn, cả người ngã trên mặt đất, màu đen xe taxi một chút điểm hóa thành hư vô. Và điều mà ông không chú ý là nội dung trên giấy da lặng lẽ thay đổi thành. Bạn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Ngay sau đó nhanh chóng xóa đi, một chiếc xe nhỏ màu đen xuất hiện và biến mất trên giấy. Chuyện gì xảy ra? Xe đâu? Lý Quỳ có chút khẩn trương nhìn chung quanh, còn không đợi hắn đứng dậy, cuối con đường nhỏ xa xa truyền đến một trận tiếng kèn cao vút, nghe qua giống như đang đón dâu. Chương 8 Hàng đêm làm tân nương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đêm hôm khuya khoắt đón dâu Đón ai hôn Nhưng chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, tiếng kèn càng ngày càng gần, trong sương mù mông lung trắng bệt hiển lộ ra vài đạo thân ảnh cùng một cổ kiệu hoa. Lý Quỳ nắm chặt tâm can, cũng không dám ngồi ngốc, vội vàng lăn qua một bên cỏ dài, cúi đầu ngừng thở, hiếp mắt nhìn sang. Cách đó không xa bốn hán tử mặc áo bơ màu đen nâng kiệu hoa đi tới, phía sau còn đi theo một đội khu chiên gõ trống. Chỉ một giây sau, lúc này để cho Lý Quỳ nhìn đến trán thấm ra mồ hôi lạnh. Một giây trước kiệu hoa ít nhất còn ở ngoài 20 mét lại như thuấn di vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, đội danh dự phía sau mỗi người như không bị trọng lực, Cách mặt đất hơn năm tất nhảy nhót đuổi theo Quỷ Giữa điện quan hỏa thạch Đồng tử lý quỳ đột nhiên hiện lên một vệt u quan U thông Vì cùng thần linh gặp nhau Vì thâm thúy nhập thần Có thể thấy rõ minh phủ địa ngục Lại có thể nhìn thấu hư vọng giả Giống như băng gạt mỏng được cởi ra Bốn hán tử nâng kiệu hoa làm sao là người Rõ ràng là bốn người giấy Mặt trắng má hồng Trên người có bốn tiểu quỷ bám vào sau này đội khu chiên gõ trống tất cả đều là người giấy. Kiệu hoa đỏ thẫm của tân lệ cũ nát không chịu nổi, ẩn kiến tân nương đội khăn vang đỏ bên trong. Đụng vào mặt rồi. Lý quỳ không dám nhìn nữa, đem đầu gắt gao chôn ở trên bùn đất khô ráo, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở gấp, chỉ là nương theo tiếng vang nặng nề, kiệu hoa ở trước mặt Lý quỳ ngừng lại, tiếng kèn chói tai cũng chợt biến mất. Áp lực không khí tĩnh mịch phản phất ngưng kết thành thực chất trước mắt mỗi một phút mỗi một giây đối với Lý Quỳ mà nói đều là dày vò cực lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thời gian ngắn ngủi và dây lại dài dằng dặc như thế, ngay tại thời điểm sắp sửa kiềm chế không được, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên bên tai. Chưa kịp có động tác, chính là một trận cảm giác trời đất quay cuồng đánh úp lại, chờ lấy lại tinh thần, Lý Quỳ lại đã ngồi ở trên kiệu hoa, tân nương đắp vải đỏ bên cạnh chậm rãi xốc khăn vang lên, một đôi mắt đẹp toát ra kinh hỉ cùng chế nhạo, không ngờ Lan Quân lại tuấn lãng như thế, gọi thiếp là thiếp rất vui mừng, đêm nay thật sự là vui mừng từ trên trời rơi xuống. Lý Quy sắc mặt khó coi đến cực điểm, cũng là không thể động đậy, toàn thân phản phất đè nặng ngàn cân, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử mỹ mạo một bên dùng đậu khấu ngọc chỉ vuốt ve mặt mày của hắn, lau sạch bùn đất cùng cỏ dại trên mặt. Lan Quân, mặc dù lớn lên tuấn tú, đầu óc lại không tốt lắm, đêm hôm khuya khoắt trốn ở trong cỏ dài, một thân dương khí như ngọn lửa chói mắt, chẳng lẽ là cố ý chờ thiếp thân tới đón ngươi? Nói xong liền không nhịn được che miệng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận hốt hoảng thất thố tiếng chạy trốn, còn thấy một người mặc áo blue đọc sách thất tha chạy về phía trước. Đôi mắt đẹp của tân nương lưu chuyển, ngón ngọc hướng về phía người nọ một chút, hấp lực vô hình chợt hiện, người đọc sách cách mặt đất ba tất bị kéo đến trước kiệu hoa. Người đàn ông này nhìn qua cũng chỉ khoảng 20, màu da trắng nõn, khuôn mặt vốn có vài phần đẹp trai lại bởi vì quá mức khẩn trương sợ hãi mà trở nên có vài phần vặn vẹo, hốc mắt lóe ra nước mắt, không ngừng lắc đầu. Tần nương nắm cầm hắn, lại liếc lý quỳ một cái, đánh giá mấy phen, cuối cùng tiếc núi thở dài như chọn lựa hàng hóa. Lan quân ngươi lớn lên không dương cương tuấn lãng bằng vị lan quân này, đáng tiếc. Tối nay không thể động phòng hoa chút với ta. Trong lúc nói chuyện, cô nhẹ nhàng thò cổ ra hít vào mũi người đọc sách. Trong phút chốc, từng luồng máu nhẹ nhẹ từ thất khiếu của người đàn ông dâng lên, đi vào đôi môi đỏ mọng của cô dâu. Làn da trắng nõn thoáng qua biến thành màu đen, giống như bong bóng tràn đầy khô quắc, dán sát vào xương cốt, thần thái ngũ quan trên mặt kinh hải muốn chết, sụp đổ đầy đất như xếp gỗ. Đủ loại một màn tẩn nạp đáy mắt, đấy lòng Lý Quỳ nói không nên lời là phẫn nộ hay là bi ai, chỉ là hơi nhắm mắt lại không hề nhìn nữa khởi kiệu theo một tiếng bắp đủ âm cuối kiệu hoa được nâng lên kèn phía sau lại vui mừng tấu vang thiếp thân tên gọi đặng tiểu linh phục sức trên người lang quân thật là mới lạ chẳng lẽ là công tử từ hải ngoại trở về ngón tay đặng tiểu linh khẽ vuốt qua trang phục phòng hộ cùng với găng tay trên người lý quỳ không thể tưởng được thiếp thân cuộc đời này còn có cơ hội như vậy bất quá lang quân tối nay là ngày đại hỷ của chúng ta bộ trang phục này chung quy là không thích hợp quay đầu lại sơn trang tự có tiểu nhân thay lan quân. Lý Quỳ nhắm mắt lại không đáng để ý tới, trong lòng tính toán nên chạy trối chết như thế nào, U Thông có thể nhìn thấu hư thực của kiệu hoa cùng tiểu quỷ bên ngoài, lại không thể nhìn thấu đặng tiểu linh bên cạnh, đủ để nhìn ra thực lực đối phương cao cường. Chỉ là hôm nay tay chân hắn phản phất bị gông xiền vô hình cộng lại, không thể động đậy, nên làm thế nào cho phải. Đặng tiểu linh chống cầm si ngốc nhìn Lý Quỳ, không thèm để ý phản ứng của Lý Quỳ chút nào, thậm chí đối phương đang suy nghĩ cái gì trong lòng cũng biết rõ ràng, nàng là loại nam nhân gì chưa từng thấy qua, nếm qua, đã lâu trải sóng gió rồi. Ngược lại vị Lan Quân Tuấn Tú Nguyên Dương này rất đủ, rốt cuộc một lần hút khô hay là nhiều hơn hai lần. Kết quả là, một người một quỷ trong lòng đều tính toán, kiệu hoa một đường đi lên núi, một khắc đồng hồ sau đã đi tới ngoài một sơn trang. Đến nơi này, đặng tiểu linh như một trận gió từ trong kiệu hoa biến mất ngay sau đó bốn tiểu quỷ nâng kiệu xốc lên vải đỏ cũ nát ánh mắt tham lam tuần tra quanh thân Lý quỳ chợt nâng lên giống như bưng thức ăn lên vào sơn trang trên bảng hiệu treo hai bộ hài cốt gió vừa thổi hai cái đầu lâu liền đụng vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy bùng bùng. cánh mũi Lý quỳ lau qua dưới xương chân uu đọc sách vê đúp vê ukansu nét thân thể bị tứ quỷ nâng lên đi vào bên trong vào đại sảnh, tiếng ồn ào huyên náo như thủy triều vọt tới, chung quanh giăng đèn kết hoa. Lý Quỳ cả người không thể động đậy, đành phải tận lực dùng dư quan khóe mắt đi quan sát tình cảnh chung quanh, thế nhưng đập vào mắt đều là tơ lụa đỏ tươi. Đặng cô cô lần này không biết bắt người sống từ đâu, bộ phục sức này thật kỳ lạ. Lúc đi ngang qua tân khách, từng đạo ánh mắt nóng bỏng không kiên nể gì đảo qua toàn thân Lý Quỳ, cực kỳ giống thịt mặt cho quỷ sâu xé. Hắc hắc, không bằng đoán xem người lạ này có thể sống qua mấy canh giờ dưới váy đặng cô cô. Đến đến, đặt cược, đặt cược. Ta đoán giờ sửu đi, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy hài cốt của hắn. Tiểu tử này trên người nguyên dương mười phần, đặng cô cô nói không chừng sẽ thương hương tiếc ngọc, ta liền áp giờ dần. Xem ra lão quỷ này là hàng đêm làm tân nương, quả nhiên là khoái hoạt gấp. Lý Quỳ lúc này ý nghĩ lại có vài phần trong khổ mua vui, cửa treo thi cốt chẳng lẽ cũng là xui xẻo tân lang quang vốn tưởng rằng đặng tiểu linh hoặc là một cô hồn giả quỷ đơn đã độc đấu nào ngờ lần này lại vào ổ quỷ hắn chưa tu hành trong người chỉ riêng trói buộc trên dưới của đặng tiểu linh cũng không có cách nào giải quyết bắt đầu chính là điện mục độ khó chỉ hy vọng đến lúc đó thật có thể chuyển thế đầu thai một đường vào hậu viện lý quỳ phát hiện sơn trang này thật sự rất lớn mấy tiểu viện hoa viên tơ lụa màu đỏ treo cao cũng không phải là dùng ảo thuật hình thành, mặc dù nhìn qua có chút cũ nát, nhưng không thể nghi ngờ là hàng thật giá thật. Lý Quỳ còn chú ý tới cứ cách chừng 15 mét, liền có hai bộ thi hài treo ở trên vải lụa, xương cốt thành màu vàng sậm, xem ra đã chết rất nhiều năm. Cho đến khi bị khiên vào nơi nào đó tiểu viện trong phòng, treo ở vải lụa thượng thi hài tính ra chừng có hơn 60 bộ. Chương 9 Đáng hận người tất có đáng thương chỗ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cô gia, các tiểu nhân trước tiên thay trang phục mới cho ngài. Mấy nữ quỷ vui cười cởi quần áo phòng hộ cùng quần áo bên trong cho Lý Quỳ, thay một bộ phục sức tân lan quan mới tinh, toàn bộ quá trình Lý Quỳ hai mắt nhắm chặt, không phải là không thể tiếp nhận thay quần áo. Thật sự là chân thân của mấy nữ quỷ này quá mức dọa người. May mắn là giấy da dây giấu trong ngực cùng với xiềng xích đeo trên cổ tay không bị phát hiện, hoặc là nói các nàng căn bản là không nhìn thấy. Ngược lại điện thoại di động, thuốc lá, bật lửa bị lục soát ra. Tỷ tỷ, đây là vật gì? Một nữ quỷ trong tay thưởng thức điện thoại di động, nhỏ giọng hỏi chị em bên cạnh. Nữ quỷ được xưng là tỷ tỷ phỏng chừng là thắt cổ mà chết, đầu lưỡi thật dài rũ xuống ngực, đưa tay tiếp nhận nhìn hai mắt hướng nút trang chủ ấn xuống, màn hình đen kịt nhất thời sáng lên, một đồ án nhân vật đập vào mắt. Nha! điện thoại rơi lộc bột trên mặt đất, nữ quỷ ông ngực bộ dáng bị dọa. Tiếng kinh hô này đem còn lại mấy cái nữ quỷ chú ý hấp dẫn tới, một cái rõ ràng là đầu lĩnh nữ quỷ lúc này nhíu mày, tiến lên cầm lấy điện thoại di động đặt ở gỗ lim trên đĩa, ngữ khí xâm nghiêm. Đồ của cô gia chính là đồ của cô cô, các ngươi sao có thể đụng lung tung, mau đem giày cho cô gia mang vào rồi đi. Mùi mùi cũng không dám nữa. Vừa rồi hai nữ quỷ sắc mặt sợ hãi nói xin lỗi. Trải qua một khúc nhạc đệm nho nhỏ này, nữ quỷ dẫn đầu nhẹ giọng gọi một tiếng cô gia, thấy Lý Quỳ không đáng để ý tới, lại một lần nữa gọi một tiếng. Mắt thấy tránh không thoát, Lý Quỳ chậm rãi mở mắt, một nữ quỷ nửa cái đầu đều ngâm nát đứng ở trước mặt hắn, cái nhìn này quả thực làm cho lục phủ ngũ tạng của Lý Quỳ đều phiên gian đảo hải, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Nữ quỷ không nghi ngờ có hắn, dù sao đi lên hơn 10 đời cô gia hoặc là khóc cầu xin tha thứ, hoặc là tâm như tro tàn, đương nhiên cũng có những công tử ca ngu ngốc không chút nào biết chuyện, ngốc hồ hồ chuẩn bị hỉ sự nhân sinh của mình, thấy nhưng không thể trách. Nhìn vị tân cô gia này rất có tính tình, nữ quỷ cũng lười phí miệng lưỡi, từ sau lưng móc ra dây thừng to bằng bàn tay trói gô cho Lý Quỳ, chật nửa bên khóe miệng nhếch lên. Cô gia, ngài chờ ở đây, chờ đặng cô cô ứng phó xong khách khứa sẽ tới tìm ngài. Nói xong liền đắp khăn voan đỏ cho Lý Quỳ, mang theo mấy nữ quỷ còn lại đi ra ngoài. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Lý Quỳ mở mắt, dùng sức lắc tấm vải đỏ trên đầu, nhìn không được thở dài, trói buộc đặng tiểu linh trên người hắn biến mất, nhưng đám nữ quỷ kia lại trói hắn một lần nữa, có thể cho hắn chút đường sống hay không? Cho đến lúc này, nếu nói không nghĩ ra biện pháp phản kích, cũng chưa chắc. Mấu chốt ngay tại trên giấy da dê, Lý Quỳ hiện tại có 15 điểm công đức, có thể đổi đồ vật không tính nhiều nhưng cũng tuyệt không tính ít. Nhưng trừ tà binh khí phần lớn cần pháp lực thúc động, cũng may trời không tuyệt đường người, Lý Quỳ nhớ rõ ở binh khí loại bên trong có một thanh M1887 trừ tà súng ngắn, đồ chơi này có thể hay không oanh chết đặng tiểu linh hắn không biết, thật là duy nhất có thể tiến hành phản kích thủ đoạn. Sau khi thoáng tự hỏi, trong lòng có chủ ý, Lý Quỳ lúc này mới bớt chút thời gian đánh giá gian phòng nơi đây thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì bất đồng, khắp nơi dán chữ tứ màu đỏ, ánh nến trên bàn nhộn nhạo ra vần sáng mê ly, chỉ là khi hắn ngẩng đầu lên, đồng tử chợt co lại, hoảng sợ nhìn thấy đỉnh giường treo một bộ xương khô. Nhìn kỹ, bộ xương khô tứ chi bách hài này đều có lỗ nhỏ cực nhỏ, mật mật ma ma quả thực dọa người, không khó tưởng tượng người sống trước khi chết rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Đây là thâm cừu đại oán gì? Lý Quỳ nghĩ thầm cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đặng tiểu linh mặc trang phục lộng lẫy bước liên tục vào, ngón tay khẽ nhúc nhích, cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, đôi mắt đẹp nhìn bộ dáng tuấn lãng đẹp trai của Lý Quỳ, liếm liếm đôi môi đỏ mồng, thông thả bước đến trước mặt ngồi xuống. Lan Quân, một thân này thật sự rất tuấn tú. Không thể không nói, đặng tiểu linh ảo hóa ra bộ dạng rất đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười câu tâm hồn người nhưng một khi liên tưởng đến sắc mặt không biết là đáng sợ cỡ nào dưới ảo giác này, quả thực làm cho lòng người có ưu sầu. Người thích. Lý Quỳ bình thản nói. Đương nhiên là thích. Đặng Tiểu Linh cười tươi như hoa. Lý Quỳ động hai cái thân thể, ý bảo trói ở trên người mình dây thừng. Tối nay là người ta ngày đại hỷ, người như vậy trói ta không thích hợp a. À? Hi hi. Nhưng thiếp suy nghĩ không chu đáo. Đặng Tiểu Linh cũng sảng khoái dị thường, ngón ngọc khẽ nhúc nhích, liền thấy sợi dây thừng thô to nhất thời nứt thành hai đoạn, đêm xuân ngắn ngủi, Lan Quân chúng ta nên nghỉ ngơi. Trong lúc nói chuyện, áo choàng đỏ thẫm trên người tự động tróc ra, lộ ra hai vai như ngọc chi, nhẹ nhàng ông lấy lý quỳ, khuôn mặt xinh đẹp chôn ở giữa tóc, theo bản năng hít sâu một hơi, nguyên dương nồng đậm kích thích hai gò má nàng hơi phím hồng. Lý quỳ cũng không trốn, chỉ là nhìn thoáng qua, hỏi tốt xấu gì cũng là một đêm vợ chồng, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ít nhất để cho ta chết cái minh bạch, đến lúc đó ta còn có thể chủ động phối hợp ngươi. Nghe được lời ấy, ánh mắt đặng tiểu linh toát ra thần sắc hứng thú, dán vào bả vai Lý Quỳ. Tướng công có gì muốn hỏi, cứ hỏi là được. Ta tên là Lý Quỳ. Đặng tiểu linh hơi sửng sốt, lúc này mới nhìn thẳng vào Lý Quỳ vài phần, người đàn ông này dường như quả thật có sự khác biệt rất lớn so với các tướng công trước đây hình như thú vị hơn một chút nghĩ lại như vậy cũng không tồi so với những chiếc gối theo hoa kia thì tốt hơn mặt khác nàng cũng không sợ lý quỳ đùa dẫn cái gì đa dạng một người bình thường có thể ở trong lòng bàn tay của nàng lật ra sóng gió đến sao cô đặng cũng không phải ngày đầu tiên làm cô dâu việc này ngược lại là thiếp thân sơ sẩy cái này cho tướng công bồi tội Đặng Tiểu Linh tay vẫy một cái, bầu rượu trên bàn lập tức bay tới, một ly rượu nắm trong tay, một ly rượu khác dừng ở bên tay Lý Quỳ. Dụng ý quá rõ ràng, phải uống rượu giao bôi. Lý Quỳ rất ngoan, cùng Đặng Tiểu Linh uống qua giao chén rượu sau, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cuối cùng đem chính mình đáy lòng nghi hoặc phó vào miệng. Còn chưa thỉnh giáo nương tử, vì sao trạch thử các nơi treo đầy thi hại, nhất là chúng ta đỉnh đầu cái này, chẳng lẽ nương tử muốn cho nó nhìn chúng ta động phòng? Đúng, chính là để nó nhìn chúng ta động phòng. Cam nương ngươi, ngươi có phải có bệnh hay không? Lý Quỳ trong lòng tức giận mắng, ngược lại hỏi. Vì sao? Tại sao? Đặng tiểu linh chậm rãi nâng thắt lưng lên, đầu tiên là nhìn hài cốt trên đỉnh đầu, nụ cười xinh đẹp trên mặt dần dần hé xuống, móng tay đỏ sẫm nhẹ nhàng xẹt qua gò má Lý Quỳ, vẽ ra một vệt máu dài nhỏ, đưa vào trong miệng mút hai cái tướng công muốn biết lý quỳ bởi vì đau đớn không khỏi co rút hai cái khóe miệng nụ cười không giảm muốn nhưng ngươi nguyện ý nói cho ta biết sao đặng tiểu linh nhìn bộ dáng lý quỳ ngữ khí có chút ai oán tướng công vừa rồi cũng nói qua u u đọc sách hai chúng ta rốt cuộc là vợ chồng một đêm về chuyện nơi này cũng không tính là bí mật tự nhiên có thể nói với tướng công ta nghĩ xem thiếp thân cùng tướng công kể chuyện xưa đi Mấy chục năm trước vương triều Trung Nguyên vẫn còn, vùng Biên Thùy có một gia đình họ vương, vương gia này từng là gia đình giàu có nổi danh, chỉ tiếc mấy năm trước vận đạo không tốt, đắc tội quý nhân, gia đạo sa sút cuộc sống càng ngày càng chán nản. Mười mấy năm sau, vương gia vị công tử này trưởng thành, cũng cùng một gia đình kết thân, hắn đâu rồi, đọc sách vài năm thủy chung muốn trọng chấn cạnh cửa, chỉ tiếc nhiều lần thi rớt, đối với hắn hoài bảo, kiên trì, chấp niệm, phu nhân của nàng không nửa câu oán hận. Thủy Chung dùng hành động ủng hộ hắn. Cũng không để tướng công dính nửa điểm Dương Xuân Thủy, gia đình gánh nặng toàn bộ đặt ở trên người phu nhân, ban ngày cần ở trong tử quán làm công, buổi tối về đến nhà cho người khác bệnh quần áo kiếm chút tiền lẻ, đồng dạng là đậu quan niên hoa, tay của nàng sớm đã đầy vết chai. Nói tới đây, Đặng Tiểu Linh rót cho mình chén rượu, uống một hơi, liếc qua thần thái bình tĩnh trên mặt Lý Quỳ, mỉm cười. Có một năm, thê tử đưa tướng công đi thi, đợi mấy tháng hoàn toàn không có tin tức lại sinh lúc này thê tử mới biết mình mang thai đường xá xa xôi muốn đi tìm mà lại bất lực thật vất vả chờ hài tử sinh ra lại có hương thân cùng đi thi nói cho nàng biết vị tướng công kia của nàng được một vị quý nhân trong triều thưởng thức chiêu làm con rể tới nhà nghe nói thê tử mới cưới cách đây không lâu còn mang thai hài tử đặng tiểu linh tươi cười đứng trước mặt lý quỳ cười đùa hỏi tướng công ngươi nói vị phu nhân này có cảm giác gì suy nghĩ phức tạp trong mắt lý quỳ chợt lóe lên hơi ngẩng đầu nhìn đặng tiểu linh phun ra hai chữ đáng hận chương mười lâm đạo trưởng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đáng giận lâm cửu nhíu mày thành một chữ nhìn tay chân chìm nổi trong nồi nước sôi trong bếp siết chặt thành quyền hắn là một đạo sĩ mao sơn lần này là tới tiếp nhận nghĩa trang trấn mai hoa dưới chân núi mới tới nơi đây đã nghe nói trên âm sơn có một nữ quỷ cực kỳ càng rỡ, hàng đêm bắt sống nam nhân trói về hút tinh khí nguyên dương, đến nay không biết bao nhiêu người mất mạng. Lâm cửu vừa nghe, sao có thể mặc kệ yêu ma như thế làm xăng làm bậy. Nhưng hắn cũng không phải là người lỗ mãn, đầu tiên là tốn thời gian vài ngày nghe ngóng tin tức của nữ quỷ này, cuối cùng ở chỗ một lão nhân lớn tuổi nghe được lai lịch của đặng tiểu linh. Sau khi biết được chân tướng, mặc dù lấy tâm tính lâm cửu cũng không khỏi rơi vào trầm mặc nhưng cũng kiên định ý niệm trảm yêu trừ ma. Đáng hận người tuy có chỗ đáng thương, nhưng tuyệt đối không thể lấy đây làm lý do, biến bản gia tăng đi sát hại dân chúng vô tội khác. Kết quả là Thừa dịp bóng đêm, Lâm Cửu dự định tới thăm dò thực hư trước, tiểu quỷ tiền viện tinh quái rất nhiều, cũng may biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều, thu lại dương khí bản thân, giả quỷ một đường tìm hành đến hậu viện liền thấy được một màn trước mắt này tay trái cũng chỉ thành mũi kiếm mở lòng bàn tay phải ra khí tẩu long xà vẽ ra một đạo phá tà chú khoảnh khắc phù đảm hạ xuống kim quang yếu ớt từ lòng bàn tay hiện lên mất đi sau đó nghênh ngang tiến vào phòng bếp phương nhất đẩy cửa ra mấy đạo ánh mắt tệ tụ trên người lâm cửu phòng bếp của đặng cô cô há có thể loạn tiếng một con quỷ đói chết mập mạp đánh giá lâm cửu từ trên xuống dưới thấy sắc mặt trắng bệch toàn thân trên dưới lại hoàn hảo không tổn hao gì, trong lúc nhất thời lại không phân biệt được là con quỷ nào. Lâm Cửu không đáng để ý, xoay người đóng cửa phòng, từ trong ngực lấy ra kính bát quái treo lên, lúc này mới dương mắt nhìn về phía những ác quỷ này, ánh mắt hơi nheo lại. Bước lên phía trước, quyền phải nổi lên kim quang đập vào đầu ác quỷ gần nhất. Một quyền này xuất kỳ bất ý, ác quỷ tới gần làm sao cũng không nghĩ tới đồng loại lại đột nhiên hạ độc thủ cái đầu to lớn nhất thời trúng một kích này, giống như nhiệt đao cắt bơ, nửa cái đầu tan thành mây khói. Là người sống, các huynh đệ giết hắn. Quỷ đói chết mở miệng trước lập tức phản ứng lại, sau khi chào hỏi một tiếng cũng không có sông lên, ngược lại dốc hết khí lực chạy về phía cửa sổ, không ngờ vừa đụng vào sông cửa sổ, một đạo kim quan rực rỡ chợt hiện, toàn bộ quỷ bị đánh bay thật mạnh. Ánh mắt lâm cửu hiện lên sát khí, cổ tay phải khẽ run một thanh kim tiền kiếm từ trong tay áo trượt vào trong tay áo môi khẽ niềm khẩu quyết phá tà chú từ trên thân kiếm phủ lên lập tức thấy kim quang chói mắt bắn ra khẽ quát đi một vệt kim quang như du long xuyên qua các nơi phòng bếp linh hoạt vẫy đuôi giữa không trung bay vào lòng bàn tay lâm cửu đám tiểu quỷ đứng sừng sững bất động tại chỗ vẻ mặt giữ tận hung ác trên mặt giống như cứng đờ chợt thân thể từng chút từng chút thiêu đốt hầu như không còn Lâm cửu lỗ mũi hư nhẹ một tiếng, thu hồi kính bát quái treo trên cửa phòng, xoay người ra cửa liền muốn đi về phía sau viện, cũng là thật trùng hợp vừa vặn đụng phải một đám nữ quỷ từ bên trong đi ra. Người nói cô gia sẽ ở dưới hán cô cô chống đỡ bao lâu? Nói đi cũng phải nói lại, đặng cô cô mỗi lần xuống núi đều chỉ mang theo một người sống trở về, chúng ta đã lâu không chân chính ăn qua tinh khí của người lạ. Đúng nha, đúng nha. Nữ quỷ dẫn đầu nhìn thấy lâm cửu, lúc này nhướng mày, phải biết rằng Đặng Tiểu Linh chính là quỷ vương nổi danh trăm dặm gần âm sơn, thành danh mấy chục năm, lại còn có giả quỷ không biết sống chết dám vào hậu viện, đang muốn ra lệnh cho tỷ muội bắt giữ trước, liền thấy tay phải quỷ kia kẹp một đạo hoàng phù, cũng thành kiếm chỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh chớp chói mắt lấp đầy tầm mắt. Những nữ quỷ này có một cái tính một cái, quanh thân đều có hắc khí nhàn nhạt quanh quẩn, nói rõ người sống chết trong tay các nàng không ít, bởi vậy lâm cửu xuống tay cũng là quyết đoán tàn nhẫn giờ tay chính là một đạo ngũ lôi phù oanh tới xem ra phải nghĩ biện pháp cứu người trước mới được lâm cửu thầm nghĩ trong lòng chợt thấy hắn cởi áo bơ trên người ra trở tay vung lên lại biến thành đạo bào màu vàng mặt lên người khinh thân ra trận không có biện pháp mang quá nhiều công cụ cũng may tùy thân pháp khí không ít trước đem người cứu xuống nếu là trừ không hết lão này Ngày hôm sau mang theo A Hào cùng A Tài lại đây giải quyết. Nghĩ như vậy, hướng nội viện tìm hành mà đi, đoạn đường này tự nhiên nhìn thấy trên vải lụa chồng chất thi hài, trong lòng phản phất có cổ lửa càng đốt càng vượng. Đáng hận. Đặng Tiểu Linh nhẹ giọng nhắc tới hai tiếng, môi đỏ mọng câu câu, ánh mắt lưu chuyển trên mặt Lý Quỳ, khẽ cười nói. Quả thật đáng hận. Mới đầu nghe được tin tức này, vị phu nhân kia còn không tin bởi vì nàng cảm thấy tướng công của mình làm không ra chuyện như vậy nhưng càng ngày càng nhiều học sinh về quê đều tới cửa nói cho nàng biết sự thật này từ đó trái tim kiên định hơn nữa cũng theo đó dao động phu nhân muốn đi tìm tướng công nhưng đứa bé vừa mới sinh ra không nên lặn lội đường xa cho nên nàng nhìn xuống vừa nhịn vừa chờ đợi thư của tướng công nói không chừng ngày nào đó sẽ có phong thư gửi đến nhà trong thư sẽ nói cho nàng biết ngọn nguồn sự tình nhưng vẫn luôn không có vì vậy vào tháng thứ năm, vị phu nhân này thu dọn hành lý bước lên đường vào kinh, quá trình này rất gian khổ, nhiều lần suýt nữa mất mạng, nhưng nàng đều mang theo hài tử nhất nhất vượt qua, thẳng đến hai tháng sau, nàng rốt cục đi tới kinh thành. Nói tới đây, đặng tiểu linh chấp hai tay, cười tươi tự nhiên, một bộ tư thái tiểu nữ nhi, cười vui vẻ hỏi lý quỳ. Tướng công Ngươi có thể đoán được kế tiếp xảy ra chuyện gì không? Lý Quỳ hoạt động hai cái tay chân, tay từ ngực phất qua, nhìn đặng tiểu linh ánh mắt ngữ khí bình thản chẳng lẽ là nam nhân kia biết chính mình trước kia thê nhi tìm tới cửa lại luyến tiếc hiện tại vinh hoa phú quý cho nên quyết định đem chính mình thê nhi giết chết đúng cũng không phải nàng không phải bị một người giết chết vì sao nói như vậy lý quỳ có chút nghi hoặc đặng tiểu linh chỉ xuống cầm nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo chậm rãi nói chỉ trách vị phu nhân kia quá mức ngu xuẩn, nàng muốn một cái công đạo cùng đáp án, lại không biết chỉ bằng vào nàng một cái nhược nữ tử có thể làm thành cái gì. Hai tháng lặng lội đường xa để cho rất nhiều người đều biết có một nữ nhân muốn vào kinh tìm chồng, nghe nói tướng công của nàng vì vinh hoa phú quý, làm con rể của một vị quý nhân nào đó trong triều. Tin tức này tự nhiên cũng bị bọn họ biết, đường đường hào môn hiển quý, quan lớn trong triều sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh, một khi truyền ra ngoài, chẳng phải là chọc người nhạo bán. Vì thế phu nhân vừa tới kinh thành đã bị người ta bắt lại. Trước tiên đem đứa nhỏ của nàng cướp đi, sau đó đem nàng nhốt vào trong một gian phòng, kêu thiên thiên không đáp, kêu địa địa không linh, không biết qua mấy ngày. Uu đọc sách vedut vedut net chấm nét. Ngay khi cô ấy sắp chết đói, cánh cửa đó mở ra. Nàng đã từng tướng công, quần áo ngăn nắp mà đi đến, nàng đến nay còn nhớ rõ vương lân nhìn về phía ánh mắt của nàng. Không có đau lòng, hối hận, chỉ có oán hận, tự hồ đang hận nàng tại sao phải tới nơi này. Cũng tức là một khắc kia, trái tim của nàng mới thật sự đã chết. Vương Lân. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Quỳ Từ trong miệng Đặng Tiểu Linh biết được tên tướng công của nàng, tuy rằng không có nói cuối cùng mình chết như thế nào, nhưng có thể làm cho Đặng Tiểu Linh mang oán hận thật lớn biến thành lệ quỷ, nghĩ đến nhất định thập phần tàn nhẫn. Đúng lúc đó, được rồi, chuyện xưa cũng kể xong rồi, tướng công chúng ta có nên làm chính sự hay không? Đặng Tiểu Linh ý cười giạc dào, phản phất nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi căn bản không phải là chính nàng, toàn bộ quá trình cũng chỉ là ý cười hơi lạnh như băng, lại không chân chính biến sắc mặt, điều này cũng làm cho Lý Quỳ biết được tâm kế sâu đậm của nữ quỷ thành này. Nhưng muốn cho Lý Quỳ ngẩng cổ đã lục, sống sờ sờ bị hút thành thay khô, cũng tuyệt không có khả năng. Chuyện xưa của nương tử Vi Phu biết được, đồng thời trong lòng cũng có một câu nói nghẹn thật lâu, muốn nói cho nương tử. Lý Quỳ hơi cục mí mắt, đồng thời tay phải không thể tra một chút, làm ra động tác rút ra. Hả? Đồng tử đặng tiểu linh lóe lên u quan, âm trầm và khủng bố, giọng nói cực kỳ vui mừng. Vậy mau nói cho thiếp thân, tướng công muốn nói gì? Ta! Đột nhiên! Đặng tiểu linh hơi biến sắc, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Bùng. Tiếng nổ kịch liệt, khối gỗ cuốn theo kình phong gào thét mà đến, một đạo thân ảnh màu vàng như hùng ưng bay nhào xuống, kim tiền kiếm trong tay hiện ra kim quang, nhắm thẳng vào đằng Tiểu Linh.